Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui khi được gặp lại tất cả các bạn trong khung giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay, 19h15 phút hàng ngày. Các tập của bộ truyện Ám Tình sẽ được liên tục phát sóng vào lúc 19h15 phút hàng ngày. Các bạn nhớ đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tập truyện mới nhất được phát sóng trên kênh nhé. Và các bạn cũng đừng quên để lại comment để chúng ta cùng nhau thảo luận. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi nội dung diễn biến của tập số 2 của bộ truyện này. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 2. Lão đại, nhạc lão đại cũng sẽ đến. Như một lời nhắc nhở, Hỏa Nhất cất giọng có chút e dè. Nam tình viên biết người Hỏa Nhất nói, nhạc Dĩ Chiết, cha ruột của Lục Dĩ Thiên. Lục Dĩ Thiên lấy họ mẹ, cô có điều tra qua chuyện này, nghe nói cha con họ không hợp nhau. Nam tình viên sợ anh đổi ý, vì vậy nhanh chóng đáp lời. Nhạc Dĩ Chiết đi thì sao? Ông ta là ông ta, Lục Dĩ Thiên là Lục Dĩ Thiên. Trong giới hắc đạo này họ liên quan gì nhau? Trong thế giới đen tối này không có tình thân, Nam Tịch Viên hiểu rõ điều đó. Cha con ruột cũng có thể trở mặt thành thù, thế nên cô mới thốt ra những lời nói như vậy. Cô biết Nhạc Dĩ Chiết? Người đàn ông hứng thú hỏi, đáy mắt không gợn sóng. Biết. Tôi đã nói rồi, tất cả là do tôi tò mò nên mới tìm hiểu. Dù trong người vẫn luôn ức chế người đàn ông này, nhưng Nam Tịch Viên cũng không thể trả lời một câu đàng hoàng. Lục Dĩ Thiên suy nghĩ đôi ba giây rồi mới chịu gật đầu. Chiều theo ý cô, chúng ta sẽ dự hôn lễ của Lệ gia. Dạ, lão đại. Hòa Nhất có được đáp án của anh thì liền rời đi. Hắn còn nhiều việc phải xử lý ở tổ chức nên mới không muốn nán lại lâu. Trong phòng ngủ hiện tại chỉ còn hai người. Sự biến mất của Hòa Nhất khiến không gian rộng lớn bỗng trở nên im ắng hẳn, cơ hồ có thể nghe được tiếng kim rơi. Không giận, Lục Dĩ Thiên các chân trái lên chân phải, ung dung nhìn Nam Tịch Viên và cất giọng nói nhẹ nhàng. Giận, tất nhiên là giận, tôi muốn phanh thay anh ra đây. Nam Tịch Viên không che giấu cảm xúc thật của bản thân mình. Cô nhìn Lục Dĩ Thiên bằng ánh mắt tràn đầy lửa giận. Đáng ra cô đã có ý định rời đi và tạm gác ân oán giữa mình và anh sang một bên. Nhưng khi chạm phải ánh mắt phát sáng kia, ánh mắt như nhìn thấu cơ thể cô của Lục Dĩ Thiên, thì cô đã không thể chịu đựng nổi. Lúc này anh còn nhếch môi cười, chính nụ cười ấy đã khiến Nam Tịch Viên càng tức tối trong người hơn. Vậy nên cô đã nhanh chóng rút phi tiêu từ túi quần ra và phi chuẩn xác ném vào người anh. Cô phải khiến bản thân hả dạ mới thôi. Lục Dĩ Thiên tránh phi tiêu và lộn người xuống đất, một tay anh chống xuống nền gạch, một tay đặt trên đầu gối, tư thế ngồi hiên ngang như đang khiêu chiến đối thủ trước mặt. Ra tay thật chuẩn. Lục Dĩ Thiên không giận mà còn cười, anh còn cố tình khen cô một câu. Anh biết chắc với tính cách của Nam Tịch Viên thì cô sẽ không để yên cho mình về chuyện xảy ra lúc nãy. Quả thật anh đoán không sai chút nào, cô đã sang tìm anh ngay, đã thế còn dùng phi tiêu với anh. Nam Tịch Viên ra tay dứt khoát, nếu trở tay không kịp có lẽ anh đã bị thương. Nhưng Lục Dĩ Thiên là ai, anh sẽ dễ dàng bị cô hạ gục như vậy sao? Chấp nhận điều kiện của cô còn không bỏ qua. Lục Dĩ Thiên biết cô có ý muốn dự tiệc cưới của Lệ gia, còn lý do mà cô muốn đến đấy có phải là tò mò hay là vì một lý do nào khác thì anh không chắc chắn được. Do bản thân đã gây ra việc không phải với Nam Tịch Viên nên Lục Dĩ Thiên liền chấp nhận yêu cầu của cô, xem như là bồi thường thiệt hại về tinh thần đi. Nam Tịch Viên đương nhiên hiểu ý anh, tuy là vậy nhưng cô vẫn không thể để yên. Nhìn bờ môi kiêu ngạo đó, lúc nãy chính nó đã chiếm tiện nghi của cô, nghĩ mà tức chết. Cách nói chuyện của Lục Dĩ Thiên khiến cô không hài lòng, phải chi tát vào mặt anh một cái cho thỏa mãn phần nào thì hay quá, anh đúng là kẻ lưu manh. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Lục Dĩ Thiên đã đồng ý với ý muốn của cô, có lẽ cô cũng không nên làm quá vấn đề lên. Hít một hơi thật sâu để trở nên bình tĩnh hơn, cô hừ lạnh một tiếng. Nếu có lần sau, cô nhất định sẽ liều mạng với anh mà không đắn đo điều gì, bởi anh thật quá đáng. Dầm. Nam Tịch Viên giận dữ ra ngoài, cô cố tình đóng cửa thật mạnh một cái. Lục Dĩ Thiên không giận vì hành động của người con gái này, ngược lại anh càng cảm thấy thú vị hơn với cô. Khóe môi người đàn ông khẽ cong lên, một vòng cung hoàn hảo cũng vì thế mà xuất hiện. Mấy ngày sau, Nam Tịch Viên vẫn sống ở Hắc Uyển,
cô được vào ra thoải mái ở nơi này mà chẳng bị cấm cản gì. Nghĩ lại cũng thế lạ, tại sao Lục Sĩ Thiên lại không đưa cô đi nơi khác sống nhỉ? Tuy là nơi này rất an toàn, nhưng có lẽ ở mãi sẽ không tiện cho lắm. Bởi dù sao đây cũng là biệt thự riêng của anh, lại có thuộc hạ nhiều như vậy nữa chứ. Họ không sợ cô lén nghe tin mật, sau đó tình báo ra ngoài ư? Nam Tịch Viên đi dạo quanh biệt thự, đầu óc cứ nghĩ đến chuyện đâu đâu. Vết thương trên người cô do Lục Sĩ Thiên gây ra đã bình phục hẳn, nhưng những dấu hôn đỏ chói kia vẫn không biến mất mà luôn in hẳn trên làn da trắng mịn của cô. Lúc nào nhìn thấy nó, Nam Tịch Viên đều nhớ đến hôm ấy. Cô nhớ rất rõ bản thân bị Lục Sĩ Thiên ức hiếp thế nào, và tất nhiên cô quyết sẽ trả thù, chỉ là bây giờ vẫn chưa đến lúc mà thôi. Mấy hôm nay không gặp Lục Dĩ Thiên, cô cũng thoải mái hẳn ra. Nghe đâu anh xử lý một số việc bên ngoài, có lẽ là việc quan trọng nên mấy ngày này không về xuất hiện ở Hắc Uyển. Nam Tịch Viên chợt nhớ đến người ba thân yêu của mình. Ông luôn muốn cô kết hôn và thúc ép cô đủ kiểu. Cô bỗng cười đắc ý, là tại vì Nam Tử ép cô, vậy nên ông đừng hối hận. Đây cứ xem như là hình phạt mà cô dành cho ba mình. Tuy nói hai từ hình phạt nghe có vẻ không hay, nhưng thực ra chính xác là như vậy. Phạt ông không được ở gần cô, phải nhớ nhung cô dài lâu và chẳng được gặp mặt. Chợt cô nghĩ đến hôn lễ ở Lệ Gia, nhiều nhân vật tiếng tăm trong giới hắc đạo đến như thế, liệu người kia có đến không? Nếu cô đến và thấy cô thì người đó sẽ có suy nghĩ gì? Nhưng Nam Tịch Viên sẽ không làm cho ai nhận ra mình. Hôm ấy cô sẽ hóa trang mặc đồ của đàn ông và giả làm thuộc hạ của Lục Dĩ Thiên. Có vậy mới ít không ai nhận ra được, cô cũng đỡ rơi vào nguy hiểm hơn. Nam Tịch Viên đang đi dọc trong hoa viên của Hắc Uyển và nghĩ ngợi lung tung, thì cô chợt dừng bước bởi sự thu hút của những đóa hoa bì ngạn trước mặt mình, đỏ như máu, thực sự rất đẹp. Nhìn sang chiếc xích đu, Nam Tịch Viên lại nhớ đến mấy hôm trước gặp Hỏa Nhất tại nơi đây. Khi ấy hắn đã đánh lén cô vì cô đã ngồi trên đó. Khi ấy hắn có nói xích đu này chỉ dành cho một người mà thôi, chỉ người đó mới có tư cách ngồi. Nhưng người đó có thể là ai? Là bạn gái của Lục Dĩ Thiên sao? Nếu vậy thì bây giờ cô ta đang ở đâu? Thực sự Nam Tịch Viên rất tò mò vì điều này. Cô ghét nhất cái kiểu nói đến khúc quan trọng thì lại dừng của Hỏa Nhất. Nhưng mà thôi vậy, chuyện không liên quan đến cô cũng không nên quan tâm nhiều. Biết đâu tai họa vào người khi nào không hay. Mấy ngày nay Nam Tịch Viên vẫn ở Hắc Uyển suốt mà chẳng hề ra ngoài. Khi rảnh thì cô mượn laptop của bọn thuộc hạ Lục Dĩ Thiên để sử dụng. Cô lên mạng xem phim giải trí hay tìm kiếm về thế giới hắc đạo để xem có thông tin tức gì mới không. Đối với giới hắc đạo đen tối không ánh sáng này thì Nam Tịch Viên thực sự rất thích thú. Cô muốn tìm hiểu sâu về nó hơn, muốn biết nhiều hơn một chút nữa. Nam Tịch Viên chợt nghĩ nếu một ngày thế giới âm u hắc đạo tan rã thì sao nhỉ? Nghĩ xong cô lại tự cười chính mình. Chắc là sẽ không có ngày đó đâu, bởi vì vẫn còn Lục Dĩ Thiên, Nhạc Dĩ Triết, các lão đại và tổ chức lớn mạnh khác, và cũng còn... Cô lắc đầu không nghĩ thêm nữa, sau đó tiếp tục lên mạng nghịch ngợm. Thời gian nhanh chóng trôi đi, cuối cùng cũng đã đến ngày diễn ra hôn lễ hoành tráng ở Lệ Gia. Và hôm nay Lục Dĩ Thiên đã trở về. Tuy vẻ mặt anh có vẻ phờ phạc, nhưng khí thế thì lúc nào cũng như cũ và không thay đổi, luôn oai phong và trang nghiêm. Nam Tịch Viên ở trên lầu, khi cô nghe thấy tiếng động cơ bên dưới thì biết anh đã về, nhưng cô lại chẳng thèm quan tâm, thay vào đó sẽ tiếp tục chơi game giải trí một mình. Tối đến, mọi người đã hẹn trước rằng 6 giờ tối sẽ xuất phát đến dự tiệc cưới. Và đúng 6 giờ thì Nam Tịch Viên đã có mặt dưới phòng khách để cùng đi với anh, không trễ dù chỉ là một giây. Thấy bộ dạng hóa trang thành đàn ông của Nam Tịch Viên, Lục Dĩ Thiên liền nhíu mày, đám Kim Nhất cũng ngỡ ngàng, Thủy Nhất là người lên tiếng đầu tiên. Ăn vặn thế cũng được đấy chứ. Chứ sao, Nam Tịch Viên tôi mặc gì mà không đẹp. Nào, các anh nhìn xem tôi còn giống các anh không? Nam Tịch Viên hào hứng hỏi. Lục Dĩ Thiên lại lạnh lùng nói một câu, sau đó bỏ đi. Không ra gì cả. Hôm nay đi cùng Lục Dĩ Thiên còn có Kim Nhất, Hòa Nhất, Thủy Nhất và Nam Tịch Viên, còn Mộc Nhất và Thổ Nhất đã đi xử lý công vụ của tổ chức. Tính ra thì cô đã thấy mặt hết tất cả các cánh tay đắc lực của Lục Dĩ Thiên, nhưng chưa được gặp Thổ Nhất lần nào.
Nghĩ đến cô liền hiếu kỳ, không biết người đàn ông đó có giống bốn người này không nữa. Chiếc xe vừa lăn bánh chưa bao lâu thì Nam Tịch Viên đã quay sang nhìn hai người đàn ông ngồi bên cạnh mình là Kim Nhất và Thủy Nhất. Cô cất giọng nhẹ nhàng hỏi: thuộc hạ của Lục lão đại còn một người nữa đúng không? Khi nào thì anh ta mới đến Hắc Uyển vậy? Thủy Nhất rảnh rỗi nên giải đáp thắc mắc cho cô: Thổ Nhất bận việc rồi, hiện tại anh ấy đang ở nước ngoài, khi làm xong việc thì sẽ trở về. Các anh làm gì mà bận rộn thế? Muốn biết à? Đúng vậy. Không nói cho cô biết. Anh... Nam Tịch Viên tức tối không nói thành lời. Tên Thủy Nhất này lại dám trêu đùa cô. Được lắm, nếu đã không nói thì cô sẽ hỏi người khác. Nhìn lên kính chiếu hậu, cô liền hỏi Hỏa Nhất: Hỏa Nhất, anh trả lời tôi đi, tôi sẽ không bắt anh đền kem. Hỏa Nhất nhíu mày khi nghe lời nói của Nam Tịch Viên. Nhỏ mọn thế ư, chuyện đó vẫn còn nhớ à? Thấy Lục Sĩ Thiên ngồi bên cạnh mình nhắm mắt dưỡng thần thì hắn biết anh sẽ không ngăn cấm khi tiết lộ vấn đề này, vì vậy hắn đã trả lời cô: buôn bán vũ khí đấy, cô không biết à? Bên ngoài các anh lấy danh nghĩa là một doanh nhân, đến cả cảnh sát còn không biết các anh làm gì thì sao mà tôi biết? Nam Tịch Viên nhìn qua kính liền thấy ánh mắt sắc bén của Lục Sĩ Thiên đang nhìn mình. Cô nhướng mi khó hiểu: sao nhìn tôi mãi thế? Thích tôi à? Nằm mơ. Anh chỉ nói một câu sau đó lại quay đi nơi khác, chẳng thèm ngó ngàng hay đói hoài gì đến cô nữa. Bấy giờ Nam Tịch Viên quay sang Kim Nhất và đưa ra lời nhận xét tận đáy lòng: trong tất cả mọi người các anh thì tôi thấy phong thái của anh là giống với Lục lão đại nhất đấy, luôn lạnh như tảng băng vậy. Đừng nhiều lời, cô mà không cứu lão đại một mạng thì tôi đã vứt cô ra khỏi xe rồi. Cứ lại nhảy mãi. Nam Tịch Viên nghe Kim Nhất đáp cục xúc như thế thì liền nhếch môi cười: lời nói cũng tàn nhẫn đấy, nhưng nếu anh đã không thích thì thôi, tôi cứ nói đây. Kim Nhất khó chịu thì mặc kệ anh ta, cô đâu nhất thiết phải vì hắn mà dán chặt miệng mình lại. Cô sẽ nói nữa đấy, để xem hắn làm gì được cô. Kim Nhất cau chặt đôi mày. Do Lục Sĩ Thiên dung túng cho Nam Tịch Viên nên hắn không thể làm gì được cô, chỉ có thể bấm bụng cho qua chuyện. Sự xuất hiện của Nam Tịch Viên khi ở trên xe khiến cho bầu không khí trở nên sôi động hơn thường ngày rất nhiều lần. Do Lục Sĩ Thiên và Kim Nhất không màng để ý đến cô nên cô mới nhìn sang Hỏa Nhất và Thủy Nhất để bắt chuyện với họ, chốc chốc lại nói đôi câu vui vẻ. Xe chạy không lâu thì đã đến bến tàu. Lục Sĩ Thiên vừa đặt chân xuống đất thì ông Lệ đã tiến lên chào hỏi: Lục lão đại đã đến rồi, tôi cảm thấy rất vui vì anh đã chịu nể mặt ông già này mà tham dự tiệc mừng của con gái mình. Ngày vui của gia đình Lệ lão đại nên tôi cũng muốn đến chúc phúc. Ông Lệ cũng được xem là người có tiếng trong giới hắc đạo, được ông ta chào hỏi tất nhiên Lục Sĩ Thiên phải lịch sự đáp lời: cảm ơn Lục lão đại, mời anh vào bên trong. Ông Lệ vừa nói xong thì đã có người tiến lại và chỉ dẫn đường đi cho Lục Sĩ Thiên. Anh liền tiến bước vào trong du thuyền dưới sự hướng dẫn của người nhân viên kia. Từ nãy đến giờ, tuy Nam Tịch Viên vẫn luôn đi bên cạnh anh nhưng cô lại không hề mở miệng nói chuyện, cứ yên lặng và quan sát cảnh vật xung quanh. Cô cảm thấy buổi lễ này thật quá xa xỉ. Chiếc du thuyền khổng lồ có thể chứa hàng trăm người, chắc phải tốn nhiều tiền lắm. Nơi đây thực sự rất đẹp, ánh đèn lung linh huyền ảo, người người tấp nập qua lại nhưng đều theo một trật tự nhất định. Tiệc cưới đêm đây đúng là đã khiến cô mở mang tầm mắt. Vừa vào đến đại sảnh rộng lớn thì Nam Tịch Viên đã thấy rất nhiều người ăn mặc lộng lẫy. Đàn ông khoác lên người bộ vest lịch lãm, phụ nữ thì đa phần là váy dạ hội muôn màu muôn sắc. Có một số nhóm người quây quần bên nhau, vừa uống rượu vừa nói chuyện. Hôm nay không chỉ là một hôn lễ bình thường nữa rồi, e là ông Lệ đã lấy cái cớ ấy để làm nơi giao lưu giữa tất cả các thế lực lớn mạnh trong giới hắc đạo. Nam Tịch Viên vẫn quan sát đều đều xung quanh. Cô chợt nhận ra những người mà cô đã từng tìm hiểu trên mạng lại xuất hiện trước mặt rõ mồn một, nhưng vị lão đại đều hội tụ về đây thực sự quá nhiều. Đó chẳng phải là Nhạc lão đại sao? Câu nói của Nam Tịch Viên đã thu hút ánh nhìn của đám Kim Nhất.
Lục Dĩ Thiên chỉ liếc một cái, sau đó chuyển mắt sang nơi khác, cũng không quan tâm đến người được cho là ba mình. Nam Tịch Viên khá hiểu thái độ của Lục Dĩ Thiên. Ở trong giới hắc đạo đen tối thì người thân cũng có thể trở mặt thành thù. Anh và ba anh bất hòa với nhau cũng là chuyện đương nhiên, không có gì để bất ngờ. Lục lão đại, mời anh ngồi đây. Vệ sĩ nhanh chóng hướng dẫn chỗ ngồi cho Lục Dĩ Thiên. Anh không chần chừ gì liền ngồi xuống. Nam Tịch Viên nhướng mi cảm thấy thú vị, xong lại đi ra sau lưng anh và đứng im ngay ngắn tại đấy. Chỗ mà Lục Dĩ Thiên yên vị hiện giờ chính là một trong những chỗ ngồi quan trọng của buổi tiệc, và vì vậy cũng đã thu hút được ánh mắt của vô số nhân vật có tiếng trong giới. Kim Nhất đứng bên cạnh Nam Tịch Viên liền lên tiếng: đừng chạy nhảy lung tung. Tôi biết cô giỏi, nhưng cũng đừng phô trương quá, lỡ gặp phải chuyện gì lại ảnh hưởng đến lão đại. Tôi sẽ không để lão đại của anh bị ảnh hưởng đâu. Nam Tịch Viên bĩu môi, cũng không quan tâm đến Kim Nhất nữa mà tiếp tục đào mắt sang nơi khác, hòng muốn khám phá hết vẻ đẹp của chiếc du thuyền rộng lớn. Phía đối diện chỗ Lục Dĩ Thiên ngồi mấy mét chính là Nhạc Dĩ Chiết. Nhìn sang chỗ ngồi khác lại bắt gặp bóng dáng quen thuộc, cô liền nhíu mày. Người đó quả thật đã đến. Nam Tịch Viên thầm nghĩ, liệu cô cải trang thành thế này thì người đó có nhận ra cô không? Có lẽ là không. Rảnh hơi đâu người đó lại quan sát thuộc hạ đứng phía sau lưng của Lục Dĩ Thiên chứ. Tính ra cũng lâu lắm rồi cô mới gặp lại người đó. Nếu người đó biết hiện tại cô đang ở cạnh Lục lão đại thì sẽ thế nào đây? Không được, nhất định không thể để cho người đó nhận ra mình, nếu vậy thì tiêu. Giờ đây ông Lệ đã đứng trên bục cao, nhìn xuống bên trái và bên phải của mình là hai hàng ghế thẳng tắp, cũng không có ghế nào bị bỏ trống. Điều đó có nghĩa mọi người đã tụ họp về đây đông đủ. Ông Lệ bắt đầu nói lời đầu tiên mở màn cho hôn lễ của con gái. Hôm nay tôi rất cảm ơn các vị lão đại đã nể mặt mà đến tham dự buổi hôn lễ của con gái tôi. Cũng lâu lắm rồi mới thấy mọi người tụ họp đông đủ. Nam Tình Viên nghe ông Lệ nói nhiều thế này thì cảm thấy chán vô cùng. Thân là lão đại của một tổ chức lớn mà sao lại dài dòng như thế chứ? Cũng phải thôi, người già vốn hay rông dài như thế. Một người mà cô quen cũng vậy. Ông Lệ nói được vài câu thì liền cử hành các nghi thức trong hôn lễ cho con của mình, xong xuôi mới khai tiệc. Các lão đại cũng bắt chuyện lẫn nhau. Lục Dĩ Thiên vừa mới uống một hớp rượu thì đã có người đến chào hỏi. Nam Tịch Viên quan sát thử thái độ của Nhạc Dĩ Chiết để xem ông ta cảm thấy thế nào khi gặp con trai mình ở tận nơi đây. Nhưng dường như đối với anh, ông ta cũng không hề để ý là mấy. Ông Lệ đến bắt chuyện với Lục Dĩ Thiên, Nam Tịch Viên cảm thấy chán ngấy vấn đề này nên chùn đi mất. Kim Nhất thấy thế thì lên tiếng cảnh cáo: cô đi đâu đây? Tốt nhất là đừng có gây sự. Tôi giống người gây sự thế sao? Tôi là phúc tinh của các anh đấy. Nam Tịch Viên nói xong nhanh chóng bỏ đi. Kim Nhất không ngăn được cô nên quyết định mặc kệ. Có lẽ Nam Tịch Viên sẽ biết ý tứ mà không gây đại loạn trong buổi tiệc cưới. Nam Tịch Viên đi dạo trên du thuyền. Cô tham quan một vòng ở những nơi mà mình chưa đặt chân đến, xong xuôi mới rút ra kết luận rằng hôn lễ này quả thật đã chuẩn bị vô cùng tỉ mỉ và chu toàn, đúng là phí nhiều tâm tư. Hôm nay cô đã được mở mang tầm mắt, được quan sát các lão đại trong đời đồn. Họ đúng là có phong thái của những lão đại tàn ác. Cô có chứng kiến những nụ cười tươi trên mặt họ, nhưng dường như chưa có nụ cười nào là thật lòng, đúng là giả tạo quá đi mất. Phải chi giống Lục Dĩ Thiên cũng tốt, luôn bày ra vẻ mặt lạnh lùng trước sau như một và không hề thay đổi. Nam Tịch Viên cảm thấy ngột ngạt nên ra bên ngoài hóng gió. May mắn rằng nơi đây chẳng có ai canh gác, một mình cô cũng quá tốt đi. Nam Tịch Viên dựa người vào lan can, cô nhắm mắt hít thở và tận hưởng bầu không khí mát mẻ và trong lành của biển xanh. Bỗng nhiên cô mở mắt ra và nhìn xuống biển, nước chảy cuồn cuộn, sóng cứ xô sóng tạo nên âm thanh dễ nghe. Tuy là thế nhưng cô vẫn sợ lắm. Nếu như rơi xuống dưới nhất định sẽ mất mạng, bởi cô vốn không biết bơi. Cô là ai? Lúc Nam Tịch Viên vẫn đang say sưa ngắm nhìn biển đêm đang tung tăng gợn sóng thì bỗng có tiếng nói phát ra từ phía sau. Theo phản xạ cô liền quay đầu nhìn thì đập vào mắt là một hình ảnh một cô gái xinh đẹp, trẻ trung. Cô không biết cô gái này là ai, nhưng lúc nãy cô có thấy cô ta ở cạnh Nhạc Dĩ Chiết. Nếu cô đoán không nhầm thì cô ta chính là con gái nuôi của ba, Lục Dĩ Thiên.
Nam tịch viên nhướng mi. Cô không ngờ ở đây lại có người nhận ra cô là nữ mặc dù cô đã cài nam trang. Cô cười nói, tôi là đàn ông. Cô nói rồi, tôi có thể nhận ra cô chính là phụ nữ. Đừng hòng lừa gạt tôi. Nói, cô rút cuộc là kẻ nào mà lại được ở bên cạnh Dĩ Thiên? Người con gái lập tức hùng hổ đáp trả. Dĩ Thiên, cách gọi thân thiết thế ư? Vừa nhìn cô ta, nam tịch viên đã biết cô gái trước mặt mình có tình ý với Lục Dĩ Thiên. Bày tỏ thái độ ghen tuông lộ liễu như thế kia mà. Nam tịch viên không trả lời mà liền hỏi ngược lại, vậy còn cô là ai? Có quyền gì mà chất vấn tôi chứ? Tôi là Nhạc Doanh, là con gái nuôi của Nhạc Lão Đại. Cô không nhận ra ư? Nhạc Doanh kêu căng nói ra thân phận của mình. Cô ta khó chịu khi nam tịch viên chưa trả lời câu hỏi của mình nên vội chất vấn. Cô còn chưa trả lời câu hỏi của tôi, cô rốt cuộc là gì của anh Thiên chứ? Nam tịch viên không muốn bị dính lấy rắc rối nên đã suy nghĩ và đưa ra câu trả lời thích đáng. Tôi là thuộc hạ mới của Lục Lão Đại. Nhạc Doanh đi đến cạnh cô. Cô ta ngờ vực, anh Thiên chưa từng có thuộc hạ là nữ. Nhạc tiểu thư yên tâm, tôi tính vốn giống đàn ông, và lại cũng giỏi võ, và cũng đã từng vào sinh ra tử với anh Kim Nhất vài lần, nên được anh ấy đề cử với Lão Đại. Hôm nay tôi được phái đi làm tài xế cho Lão Đại, sẵn tiện được anh Kim Nhất kéo đi cùng vào trong tiệc. Nam tịch viên thầm nghĩ tài nói dối không chớp mắt của cô cũng hay lắm. Nếu không phải do cô không muốn dính thị phi phiền phức thì cũng đâu cần phải như thế. Cô cảm thấy khá thú vị vì bản thân đã lừa Nhạc Doanh, không biết cô ta có tin không nữa. Thật không? Nhạc Doanh bán tín bán nghi. Nhạc tiểu thư, lời tôi nói hoàn toàn là thật. Cô cũng đừng lo lắng gì về tôi, bởi tôi vốn không có tình ý với Lão Đại. Đối với ngài tôi một lòng trung thành. Cô không gạt tôi, cô có biết gạt tôi thì sẽ có hậu quả như thế nào không? Nam tịch viên thầm cười nhạt. Cô cũng nghĩ trong lòng rằng tôi gạt cô thì đã sao, nhưng cuối cùng lại thốt nên lời dễ nghe khác. Làm sao tôi có thể gạt cô được? Người khô khan như tôi cũng nhìn thấy cô và Lục Lão Đại rất đẹp đôi. Nhạc Doanh nghe nam tịch viên khen một câu thì vui mừng trong lòng. Cô ta vui vẻ hẳn ra. Cô cũng thấy thế à? Bà cũng nói tôi như vậy đấy. Nhưng mà cái gì? Nam tịch viên hỏi, nhưng Nhạc Doanh không trả lời ngay. Cô ta lại dựa lưng vào lan can, ánh mắt đen hun hút nhìn ra biển phía xa xa. Nam tịch viên đại khái đã hiểu vài phần. Cô vốn biết Lục Dĩ Thiên không thích đàn bà, Nhạc Doanh chắc có lẽ cũng không ngoại lệ, vậy nên cô ta mới bày ra vẻ mặt buồn hiu đây mà. Nhạc Doanh không muốn nhắc đến chuyện vừa rồi nữa, cô ta chuyển chủ đề. Cô tên gì? Mau kể lại chuyện mà cô vào sinh ra tử với Kim Nhất cho tôi nghe với. Tôi vô cùng ngưỡng mộ cô đấy. Chắc cô giỏi lắm có đúng không? Nam tịch viên thấy thái độ vui vẻ của Nhạc Doanh nên quyết định buông bỏ cảnh giác với cô ta. Xem ra tính tình Nhạc Doanh cũng không tệ, chỉ là cô ta quá ghen tuông nên không muốn có người phụ nữ nào khác ở bên cạnh Lục Dĩ Thiên. Vì lý do đó mà lúc nãy thấy cô mới kiêu căng như vậy. Điều này nam tịch viên có thể hiểu và sẽ thông cảm. Tuy nhiên cô cũng chẳng có ý định làm bạn với cô ta làm gì. Nhưng cô đã lỡ nói dối thì phải nói dối đến cùng, phóng lao thì phải theo lao, không có đường thoát thân nữa rồi. Vậy là cô đành suy nghĩ nhanh một câu chuyện do mình bịa ra, sau đó kể cho Nhạc Doanh nghe. Nam tịch viên không muốn khai tên thật của mình cho Nhạc Doanh biết, và lại nhất thời cô chả biết đặt tên gì cho thỏa đáng. Thế là nam tịch viên đã lấy đại cái họ của một người anh tên Triệu Thiên Đình để chống chế. Tôi là Triệu Viên. Tôi vốn đã đi theo anh Kim đã lâu, bị thương cũng không ít lần. Nam tịch viên tiếp tục kể câu chuyện mà mình bịa ra. Do trí tưởng tượng của cô phong phú nên việc này không làm khó được cô chút nào. Nam tịch viên vẫn huyên thuyên với chủ đề của mình. Đôi mắt cô nhìn vào xa xăm, chăm chú kể một chuyện không hề có thật. Cũng do quá tập trung kể chuyện nên cô không hề đề phòng Nhạc Doanh, và cũng chẳng nhận ra sự khác thường trên mặt cô ta. Hiện tại đôi đồng tử của Nhạc Doanh liên tục co rút, đã thế ánh mắt còn xuất hiện vài tia lửa đỏ. Nhạc Doanh không hài lòng về người con gái trước mặt mình một chút nào cả.
Cô ta chỉ muốn trừ khử nam tình viên mà thôi. Với bản tính không sợ trời không sợ đất của mình, cô ta chuẩn bị ra tay. Thầm nghĩ dù sao nam tình viên cũng là một thuộc hạ lái xe của Lục Dĩ Thiên mà thôi. Cô có chết thì anh cũng sẽ chẳng tính sổ với cô ta. Dù sao cô ta cũng có nhạc sĩ Triết chống lưng cho. Vì sự ỷ lại đó nên cô ta mới gan trời như vậy. Nhân lúc nam tình viên không phòng bị, Nhạc Doanh đã dùng lực đẩy mạnh cô một cái. Sự tác động bất ngờ từ phía sau cộng với việc nam tình viên vốn không phòng bị và cũng chẳng phản ứng kịp nên đã ngã người ra khỏi lan can. Ngay sau đó cô đã rơi tự do xuống biển. Nam tình viên bị rơi xuống biển, sự băng giá thấu xương do nước và ban đêm mang lại khiến cô run rẩy không ngừng. Cô cố gắng vùng vẫy mãi nhưng không thể nào làm được gì, cả người dường như đang chìm xuống đáy biển rộng lớn kia. Nam tình viên không biết bơi, cô vốn sợ nhất là việc bản thân một mình đối mặt với biển rộng bao la, bởi nó như một con quái vật khổng lồ đang há miệng chực chờ con mồi vậy. Nhưng không ngờ chính hôm nay cô đã lâm vào tình trạng éo le này. Tất cả đều là do cô cả. Là do cô quá khinh người mà không tăng cường cảnh giác. Là do cô luôn nghĩ ai cũng tốt nên mọi chuyện mới thành ra tồi tệ không thể cứu vãn. Phải chăng nam tình viên sẽ bỏ mạng vì sự nhấn chìm không thương tiếc của biển xanh? Nhưng cô không cam tâm. Cô thực sự không cam tâm một chút nào cả. Cô phải gắng gượng cho bằng được để trả thù. Bao nhiêu việc vẫn chưa làm xong, cô không thể chết nhanh như vậy được. Cô phải sống, sống để đáp trả lại những gì mà Nhạc Doanh đã gây ra cho mình. Nam tình viên liên tục vùng vẫy trong vô vọng, nước tràn lên khoang miệng, tràn vào mũi khiến cô càng ngày càng khó thở hơn. Không được, cô đã không thể cố gắng được nữa rồi. Sức cô dần yếu đi, cả cơ thể mệt nhừ ra, e là muốn thoát thân cũng là chuyện khó như lên trời. Nam tình viên bất lực thả lỏng tay chân, cả người cũng bắt đầu chìm xuống. Chẳng hiểu sao thời khắc quyết định sinh tử hiện tại thì trong đầu cô lúc bấy giờ bất ngờ xuất hiện hình bóng của một người đàn ông quen thuộc, là anh Lục Dĩ Thiên. Lục Dĩ Thiên, cứu tôi. Nước tràn vào khoang miệng, khoang mũi khiến người con gái chẳng thể thở nổi. Sức lực của cô đã bị chút cạn hết, do thiếu không khí nên nam tình viên đã mất đi hô hấp. Cô nhắm mắt dần chìm vào hôn mê. Tưởng chừng như nam tình viên sẽ không thể nào thoát khỏi cái chết, nhưng nào có hay, ngay thời khắc quan trọng nhất, bỗng nhiên có một vòng tay cứng rắn giữ lấy eo cô. Ngay sau đó cả cơ thể cô liền dựa sát vào một bờ ngực rắn chắc. Người đàn ông thấy cô đã yếu ớt đến mức mắt cũng không mở nổi thì liên tiếp khí cho cô bằng cách hôn vào môi nam tịch viên. Trước khi hôn mê, nam tịch viên vẫn còn chút ý thức. Cô cảm nhận được những hành động của người đàn ông trước mặt. Nhưng khi vừa muốn nhìn thử người ấy là ai thì đã chẳng thể khống chế được bản thân. Thời điểm này cô chính thức ngất đi. Dưới sự giúp đỡ của đám kim nhất, Lục Dĩ Thiên thuận lợi đưa nam tịch viên lên du thuyền an toàn. Anh nhanh chóng đặt cô nằm xuống và bắt đầu hô hấp nhân tạo. Đầu tiên là ép tim ngoài lồng ngực. Lục Dĩ Thiên xác định vị trí tim của nam tịch viên, sau đó ra sức ấn xuống. Thấy cô không dấu hiệu tỉnh, liền tiến hành các hô hấp nhân tạo khác, hà hơi thổi ngạt. Anh giữ lấy mũi, đồng thời nâng cằm cô, sau đó đặt môi mình xuống môi cô, tiến hành hô hấp đều đặn. Một lúc sau, nước biển trong bụng của nam tịch viên đã bị thải ra hết, chỉ là cô vẫn chưa tỉnh dậy ngay được. Lục Dĩ Thiên thấy thế tức tốc bế cô lên, trước khi rời đi còn không quên nhìn Nhạc Doanh bằng một ánh mắt lạnh lẽo. Nhạc Doanh vì bị ánh nhìn của anh làm cho giật mình, chân cô ta vô thức mềm nhũn ra. Hòa Nhất đã chuẩn bị một phòng cho nam tịch viên, hắn dẫn đường cho Lục Dĩ Thiên, điền đưa cô vào trong. Thủy Nhất gọi tên nam tịch viên mấy lần, thấy cô mãi không tỉnh thì liền nghi hoặc. Sao nam tịch viên vẫn không tỉnh vậy chứ? Rõ ràng hơi thở đã trầm ổn. Lão đại, chuyện này nên xử trí ra sao ạ? Kim Nhất cũng hỏi. Lão đại, chúng ta tiếp tục ở lại tham dự hôn lễ hay là trở về? Cả người anh và nam tịch viên cũng đã ướt hết rồi, nơi này vốn không có trang phục để thay. Về. Lục Dĩ Thiên vừa dứt lời liền bế nam tịch viên rời đi. Do mọi người đa phần đang tụ tập ở đại sảnh nên không ai biết sự biến mất của anh ngoài một vài vệ sĩ canh giữ tiệc cưới. Thấy anh bế trên tay một cô gái đi băng ra ngoài thì các vệ sĩ đều tỏ ra kinh ngạc. Là ai đã khiến Lục lão đại bị ướt đẫm như thế chứ?
Nếu chuyện này có liên quan đến người của Lê Lão Đại thì nguy to. Bọn họ nhanh chóng vào báo cho ông Lệ biết tình hình. Sau khi rời du thuyền, Lục Dĩ Thiên cùng với đám Kim Nhất trở về nhà, chỉ để lại Thủy Nhất giải thích mọi chuyện với ông Lệ. Nói đôi ba câu ngắn gọn, hắn cũng rời đi. Ngồi trên xe, Lục Dĩ Thiên ôm lấy Nam Tịch Viên vào lòng. Nghĩ đến chuyện cô bị đuối nước, bỗng nhiên lòng anh lại dâng lên một cảm xúc khó tả. Khi Nam Tịch Viên bỏ đi khỏi đại sảnh thì anh vốn không hề hay biết gì cả. Một lúc sau mới nghe Hòa Nhất kể lại, cộng với việc anh không muốn trò chuyện phiếm với một số người ở đây nên đã đi tìm cô. Lúc bấy giờ anh đã tình cờ thấy được Nhạc Doanh đứng bên ngoài du thuyền hóng mát, nhưng thần sắc có vài phần quỷ dị nên anh đã tiến lại xem xét tình hình. Khi ấy Nhạc Doanh thấy anh thì bỗng dưng thay đổi sắc mặt. Cô ta giống như người bị bắt tại trận khi làm chuyện xấu nên cảm thấy hoảng sợ. Anh Thiên, sao anh lại ra đây? Lục Dĩ Thiên vốn nhận ra sự khác thường của Nhạc Doanh nên sinh nghi. Khi ấy anh còn nghe có tiếng động gì đó ở dưới nước nên đã đến xem. Kim Nhất cũng thấy tình cảnh hỗn loạn bên dưới và vội la lên: Lão Đại, đàn Nam Tịch Viên. Lục Dĩ Thiên vừa thấy cô đang vùng vẫy trong tuyệt vọng thì anh liền nhảy xuống cứu cô ngay tức khắc mà chẳng hề suy nghĩ gì cả. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, lòng anh thực sự nóng như lửa đốt. Nhất là nhìn cảnh cô từ từ mất đi ý thức, anh khó chịu vô cùng. Và giờ đây cũng vậy, anh rất tức giận, muốn trừng trị Nhạc Doanh ngay tức khắc. Nhưng dù sao anh cũng nên lo cho tình hình của Nam Tịch Viên trước, còn một phần là vì nể mặt ông Lệ, không muốn trong hôn lễ của Lệ gia mà gây tranh cãi hay xích mích đổ máu. Lúc này Nam Tịch Viên đã tỉnh dậy, cả người cô do bị ngâm nước một thời gian dài nên cô thấy rất lạnh, tiếng nói phát ra cũng không còn hào sảng như bình thường được nữa. Cô thều thào: Tôi lạnh quá. Mở điều hòa lên đi. Lục Dĩ Thiên thấy Nam Tịch Viên đã tỉnh, đôi mày anh nhẹ giãn ra. Anh có thể cảm nhận được cơ thể người con gái trong lòng đang run lên bần bật vì lạnh. Hai hàm răng cũng đã đánh lại với nhau tạo ra âm thanh nhẹ nhẹ. Lục Dĩ Thiên ra sức ôm lấy cô, như muốn chuyển hơi ấm từ cơ thể mình sang cho cô, để cô có thể bớt đi phần nào sự bút giá này. Tôi thực sự rất lạnh. Ráng chịu một chút, sẽ hết ngay thôi. Lúc nãy Lục Dĩ Thiên là người nhảy xuống biển cứu Nam Tịch Viên nên anh có thể hiểu được độ lạnh của nước biển vào ban đêm. Nó chẳng mang chút hơi ấm nào cả. Anh là đàn ông còn không thoải mái, huống hồ là một cô gái chân yếu tay mềm như cô. Kim Nhất nghe lời của Lục Dĩ Thiên mà tăng nhiệt độ của điều hòa, tăng đến mức hắn thấy nóng, nhưng không hiểu sao Nam Tịch Viên vẫn nói lạnh. Hắn khó hiểu, thực sự lạnh đến vậy sao? Hòa Nhất càng tăng tốc độ hơn trên đường lớn. Chiếc xe băng nhanh vào màn đêm yên tĩnh, nhanh đến chóng mặt. Tuy là vậy nhưng Lục Dĩ Thiên vẫn bảo: Chạy nhanh lên. Vâng. Hòa Nhất lại nhấn ga hết cỡ, chiếc xe lao như gió vượt qua mọi con đường. Không lâu sau đó đã về đến Hấp Uyển. Lục Dĩ Thiên nhanh chóng bế Nam Tịch Viên vào trong nhà. Anh đi thẳng lên lầu mà không quên dặn dò: Gọi Lâm Doãn đến. Lâm Doãn chính là bác sĩ riêng của Lục Dĩ Thiên và cũng là bạn tốt của anh. Lục Dĩ Thiên đặt Nam Tịch Viên xuống giường. Lúc nãy cô đã tỉnh nhưng giờ lại rơi vào hôn mê. Sờ vào trán cô mới biết hóa ra trán đã nóng như lửa đốt. Cô đã bị sốt rồi. Thấy quần áo cô đã ướt sũng nên Lục Dĩ Thiên đã soạn cho cô một bộ áo mới. Trời xui đất khiến thế nào mà anh lại khóa cửa phòng lại và tiến đến ngồi cạnh cô, sau đó từ từ cởi đồ cô ra. Lục Dĩ Thiên nghĩ rất đơn giản, anh chỉ muốn thay đồ cho cô chứ không phải làm gì những hành động quá phận nào cả. Và lại anh nghĩ bản thân từng thấy và chạm qua thân thể cô nên bây giờ thấy và chạm một lần nữa cũng không sao. Lục Dĩ Thiên cởi chiếc áo vest trên người Nam Tịch Viên xong thì đến áo sơ mi rồi lại đến chiếc áo lót bên trong. Cảnh xuân tuyệt mỹ bỗng nhiên xuất hiện trước mắt anh, đẹp ngỡ ngàng. Chỉ nhìn bấy nhiêu đây thôi mà Lục Dĩ Thiên đã cảm thấy cả cơ thể anh bỗng dưng nóng lên lạ thường. Chết tiệt, anh lại có phản ứng với Nam Tịch Viên. Không suy nghĩ gì nữa, anh liền mặc vào cho cô một chiếc áo lót khác, sau đó lại đến áo ngoài. Quá trình này hơi lâu một chút bởi đây là lần đầu tiên anh hầu hạ người khác. Trong lúc giúp cô mặc áo, anh đã vô tình chạm vào da thịt cô, thật mịn màng. Xong xuôi, Lục Dĩ Thiên liền thay quần áo của Nam Tịch Viên ra.
Tính ra đây là lần đầu tiên anh thấy cận cảnh vẻ đẹp kiều diễm của cô dưới hạ thân, thực sự rất mê người. Tuy là cả cơ thể đã dạo dực không thôi, nhưng Lục Dĩ Thiên đã nói từ ban đầu rằng anh sẽ không chạm vào người cô, vội vàng giúp cô thay quần áo, chẳng mấy chốc đã xong xuôi. Cả thân thể yêu kiều của nam tịch viên xem như anh đã chứng kiến hết. Nếu như cô biết chuyện này thì sẽ thế nào nhỉ? Chắc sẽ giận anh lắm đây. Nhưng mà anh mặc kệ, anh dù sao cũng có ý tốt. Vài phút ngắn ngủi sau thì Lâm Doãn cũng đã có mặt tại Hắc Uyển. Hắn nhanh chóng tiến đến và khám bệnh cho nam tịch viên. Cô ấy là ai vậy? Lâm Doãn vừa khám vừa hỏi. Lục Dĩ Thiên không ngại ngùng để nói cho hắn biết về nam tịch viên. Một người đã từng cứu mình, bây giờ mình cứu lại, xem như đã hòa. Lâm Doãn nghe câu nói của Lục Dĩ Thiên thì thấy lạ lùng. Không biết nam tịch viên đã cứu anh như thế nào mà anh lại ở tận đây coi sóc nhỉ. Khám xong, Lâm Doãn liền cất giọng trầm ấm. Cô ấy bị sốt cao cộng với cảm mạo, nhưng mà cũng không nghiêm trọng gì đâu. Mình sẽ kê cho cô ấy thuốc hạ sốt, còn phần còn lại thì giao cho cậu tự xử lý đi. Phần còn lại mà Lâm Doãn nói chính là chăm sóc cho nam tịch viên. Lục Dĩ Thiên nghe thế thì cất tiếng hỏi. Cậu là bác sĩ sao lại không ở đây chữa bệnh? Định trở về à? Cần chữa gì nữa, đợi cô ấy hạ sốt thì không sao rồi. Cũng không hiểu nổi cậu, mình đang chìm vào mộng đẹp thì bị cậu phá, bây giờ phải về ngủ thôi. Lâm Doãn nhún vai thu xếp dụng cụ khám bệnh. Lục Dĩ Thiên nhìn hắn nhếch môi. Người khác mà nói chuyện với mình kiểu này chỉ có một kết cục. Mình không phải là người khác, đừng so sánh nữa. Về đây, bye bye. Lâm Doãn bỏ lại thuốc rồi dặn dò Lục Dĩ Thiên mấy câu sau đó ra về, cũng không thèm để ý đến sắc mặt của anh nữa. Lục Dĩ Thiên nhìn đống thuốc trên bàn, lại nhìn nam tịch viên đang hôn mê mà không biết phải làm thế nào. Cô đau như thế thì làm sao mà uống thuốc đây. Anh rót cho cô một cốc nước và cũng lấy thuốc sẵn ra, sau đó liền tiến đến bên giường và lay lay người cô. Nam tịch viên, nam tịch viên. Nam tịch viên mơ hồ mở mắt ra. Đập vào mắt cô là khuôn mặt điển trai của Lục Dĩ Thiên. Sao anh lại ở phòng cô chứ? Cô định nói gì đó nhưng đầu đau như bổ bổ, cả người cứ run lên vì dư âm của giá lạnh ban nãy. Sao vậy? Cô bị sốt rồi, mau ngồi dậy uống thuốc đi. Lục Dĩ Thiên biết nam tịch viên nào còn sức lực để ngồi nên anh liền đỡ cô dậy, giúp cô dựa vào người mình rồi mới đưa thuốc cho cô uống. Nam tịch viên chậm chạp uống thuốc, vừa nuốt vào thì lại tiếp tục ngất đi. Lục Dĩ Thiên đặt cô nằm xuống giường. Đúng lúc này một người giúp việc nhanh chóng đi vào, trên tay còn mang theo một thau nước và một cái khăn. Lục lão đại, bác sĩ Lâm bảo tôi chuẩn bị nước cho cô Nam. Để đó đi. Người giúp việc làm theo lời Lục Dĩ Thiên và đặt thứ trên tay mình xuống bàn, xong lại đứng yên chờ lệnh. Cậu ra ngoài đi, chỗ này để tôi. Vâng. Người giúp việc ngạc nhiên vì lệnh của Lục Dĩ Thiên. Chẳng lẽ Lục lão đại muốn tự mình chăm sóc cho nam tịch viên sao? Tuy thắc mắc lắm nhưng anh ta không dám lên tiếng hỏi mà chỉ lặng lặng rời đi. Lúc này Lục Dĩ Thiên mới lấy khăn thấm vào nước cho ướt, sau đó vắt lại và đắp lên trán nam tịch viên, động tác vô cùng dịu dàng như sợ đánh thức cô dậy. Anh nhìn cô chăm chú. Nam tịch viên đúng là có một sắc đẹp khuynh quốc khuynh thành, mọi đường nét đều rất tuyệt vời, không thể chê vào đâu được. Nghĩ lại cũng thấy cô to gan thật, lần đầu gặp anh lại dám xưng là thuộc hạ của anh, còn né được đạn và phóng phi tiêu, chế tạo những thứ kinh người. Cô làm được những thứ phi thường cũng thật là đáng nể phục. Thân thủ cũng rất tốt, nhưng xem ra cô vẫn còn quá lương thiện và tin người. Lục Dĩ Thiên biết chắc Nhạc Xoanh đã cố tình ra tay khi nam tịch viên không hề phòng bị cô ta. Chỉ như vậy thì cô mới bị ngã xuống biển một cách bất ngờ và không kiểm soát được. Lục Dĩ Thiên tự nghĩ, nếu như anh không xuất hiện kịp thời thì phải chăng mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ và không thể cứu vãn được. Lục Dĩ Thiên tháo chiếc khăn đã nguội trên trán nam tịch viên xuống, sau đó lại thấm vào nước cho ấm, rồi lại đặt vào trán cô như cũ. Anh mong cho cô có thể nhanh chóng hạ sốt. Nhưng Lục Dĩ Thiên không biết tại sao bản thân lại làm được chuyện này, hầu hạ người khác làm việc mà anh chưa từng đụng ngón tay đến,
Nhưng hôm nay anh lại vì nam tịch viên mà chăm sóc cô. Là tại sao nhỉ? Cớ gì anh phải ưu ái cô hơn những thuộc hạ khác của mình? Suy nghĩ một lúc cũng có lý do giải thích cho việc làm khó hiểu này. Thôi thì cứ xem như là bù đắp đi. Dù gì anh cũng đã không bảo vệ tốt cho cô khi cô theo cùng anh đến hôn lễ. Lục Dĩ Thiên ở cạnh nam tịch viên đến khi cô hạ sốt hẳn thì mới trở về phòng để nghỉ ngơi. Xem đồng hồ thì mới biết hóa ra hiện tại đã là 2 giờ sáng. Anh nhanh chóng nằm xuống giường và bắt đầu chợp mắt. Sáng hôm sau, nam tịch viên đã hạ sốt rõ rệt sau một đêm sốt cao. Cô ho vài tiếng khó nhọc rồi mới ngồi dậy. Những ký ức tối qua cứ như thước phim tua nhanh xuất hiện trong đầu cô. Đêm qua cả người cô đã ướt sũng do bị rơi xuống biển. Khi ấy Lục Dĩ Thiên còn đưa cô về nhà. Đi được một quãng đường thì cô lại rơi vào trạng thái hôn mê lúc nào không hay. Mà khoan đã, bộ đồ mà cô đang mặc trên người là do ai thay giúp vậy chứ? Chẳng lẽ là Lục Dĩ Thiên? Nam tịch viên lắc đầu. Anh đường đường là một lão đại cao cao tại thượng thì hà cớ gì lại thay đồ giúp cô? Chuyện này mà là sự thật thì mặt mũi của anh để đâu chứ? Đúng vậy, là do cô nghĩ lung tung rồi. Lục Dĩ Thiên không thể dùng bàn tay vàng ngọc đó để hầu hạ cô được. Tính ra trong Hắc Uyển cũng có vài người giúp việc nữ. Chắc là do bọn họ đã giúp cô thay quần áo. Nam tịch viên mơ hồ cảm nhận được sự chăm sóc của ai đó dành cho cô. Là Lục Dĩ Thiên sao? Hay là một nhân vật khác, như bác sĩ chẳng hạn? Cô không chắc, bởi đêm qua cô sốt mê man, vừa có ý thức một tí đã phải ngất đi vì quá mệt mỏi. May rằng đầu cô giờ đây cũng chẳng còn đau như búa bổ nữa, nếu không chắc cô chết mất. Nam tịch viên vào phòng tắm, cô vệ sinh cá nhân xong liền đi ra ngoài. Đúng lúc này cửa phòng có tiếng gõ. Cô tiến lên vài bước và mở cửa ra. Là một người giúp việc nữ. Chị ta trông có vẻ già dặn nên lớn tuổi hơn cô. Trên tay chị còn bưng một cái khay to để đựng một tô cháo. Vừa thấy cô thì chị ta đã vội nói: Cô Nam, đây là cháo mà lão đại bảo chuẩn bị cho cô. Cảm ơn chị. Nam tịch viên nhận lấy cháo từ tay chị giúp việc. Cô thắc mắc nên cất tiếng hỏi: Đêm qua là chị thay quần áo giúp tôi phải không ạ? Đêm qua? Tôi không có. Nam tịch viên nghe chị ấy nói vậy thì nhíu mày khó hiểu. Vậy chắc là một người khác nhỉ? Trong bản doanh của lão đại chỉ có tổng cộng 3 người nữ. Đêm qua tôi cùng với 2 người phụ nữ còn lại làm việc xong ở bản doanh, sau đó thì cùng đi ngủ sớm. Chắc là cô đã nhầm rồi. Nam tịch viên nghe người giúp việc nói thế thì ngẩn người. Cô hỏi: Bản doanh? Đúng vậy, chúng tôi chỉ được phép hoạt động ở bản doanh của Lục lão đại mà thôi. Còn Hắc Uyển này thì là nơi riêng tư của lão đại, không được sự cho phép của ngài ấy thì không được đến, trừ những lúc dọn dẹp chẳng hạn. Vậy tại sao ngày đầu tiên tôi về đây thì đã thấy mọi người tập trung đầy đủ ở nơi này chào hỏi Lục lão đại? Tôi tưởng mọi người ở đây chứ. À, bên kia đó Lục lão đại mới đi xa về nên chúng tôi mới tụ tập lại và chào mừng ngài ấy trở về. Không có việc gì nữa thì tôi xin phép. Người giúp việc nói xong liền rời đi, để lại một mình nam tịch viên với mớ suy nghĩ vẩn vơ trong đầu. Hèn gì bình thường cô không thấy một bóng dáng nào ở Hắc Uyển quả. Hóa ra là do bọn họ ở bản doanh của Lục gia. Nếu như đúng lời chị giúp việc nói thì đêm qua ai đã thay đồ giúp cô chứ? Thực sự là Lục Dĩ Thiên sao? Hay là đám Kim Nhất? Nghĩ đến đây lửa giận của nam tịch viên bỗng nhiên dâng trào. Cô cũng không cần ăn uống gì nữa mà chạy nhanh sang tìm Lục Dĩ Thiên. Cô muốn hỏi cho ra lẽ. Đứng trước phòng anh, nam tịch viên cứ tự nhiên đập cửa rầm rầm. Chẳng biết đêm qua anh có chiếm tiện nghi của cô không nữa. Nếu có, cô nhất định sẽ không để yên. Một vài giây sau đó, Lục Dĩ Thiên liền mở cửa. Nhưng giờ đây trên người anh chỉ quấn một cái khăn tắm màu trắng ngang hông, bởi anh cũng chỉ mới từ phòng tắm bước ra. Nam tịch viên vừa nhìn thấy bờ ngực rộng lớn của anh thì liền xoay đầu sang nơi khác, hai má bất giác đỏ lên. Cô lắp bắp: Anh... sao anh lại không mặc đồ cho tử tế? Lục Dĩ Thiên nhướng mi. Cô cũng lạ thật. Tôi vừa tắm xong thì cô gõ cửa inh ỏi. Tôi muốn mặc đồ cũng chưa mặc xong. Nếu cô không muốn nhìn thì có thể trở về. Lục Dĩ Thiên vừa định đóng cửa lại thì nam tịch viên đã nhanh hơn một bước.
Do cô muốn hỏi anh về việc ai đã thay quần áo cho mình nên không thể về được. Thế là cô đẩy cửa vào, thuận tiện đặt chân vào phòng anh. Cô chống tay vào hông và đặt ra câu hỏi. Đêm qua là anh thay đồ cho tôi hay là đám Kim nhắc? Lục Dĩ Thiên biếng nhác cười. Chuyện này quan trọng đến thế à? Nếu tôi nói do đám Kim nhất làm thì thế nào? Kim nhất ghét phụ nữ như vậy nên tôi chắc chắn không phải anh ta. Vậy cô còn hỏi? Nếu đã biết không phải thì về đi. Tôi còn vào phòng tắm nữa. Còn Hoàng Nhất thì sao? Là anh say, anh ta cởi đồ tôi ra. Nam tình viên loại trừ từng người một để tìm ra đáp án chính xác nhất. Người đàn ông có vẻ đùa giỡn. Nếu thật như thế thì sao? Lục Dĩ Thiên cảm thấy vui vẻ. Anh không thừa nhận hay phản bác mà hỏi ngược lại nam tịch viên. Cô vừa nghe xong đã nghiến răng. Tôi sẽ đi móc mắt anh ta. Cứu cô thì sao chứ, hễ chiếm thiện nghi của cô thì cô sẽ không tha đâu. Nam tịch viên xoay người vừa định rồi đi thì đã bị Lục Dĩ Thiên kéo lấy tay. Tức khắc anh liền khóa cả người cô lại để cô tựa lưng vào ngực mình. Nam tịch viên bị anh kẹp chặt nên không thể thoát thân. Cô gấp rút hỏi. Anh có ý gì? Nếu tôi nói. Hơi thở của Lục Dĩ Thiên phả vào tai cô mát lạnh vô cùng. Anh ngưng trong giây lát rồi lại khẽ cười. Tôi chính là người đã thay đổi cho cô thì thế nào? Anh... Nam tịch viên tức tối không nói thành lời. Thực sự là anh sao? Chính người đàn ông xấu xa này đã thấy thân thể của cô lần thứ hai. Đúng vậy, là tôi đây. Nam tịch viên, lần đầu tôi thấy được toàn vẹn cơ thể của cô, thực sự rất đẹp. Mỗi lần nhớ lại hình ảnh đó, Lục Dĩ Thiên không khỏi suýt xoa. Sự đẹp đẽ của nam tịch viên đã lưu lại trong ký ức của anh, khiến anh khó có thể quên được. Anh vô sỉ. Nam tịch viên cựa quậy để thoát thân nhưng dường như là vô dụng. Cả cơ thể cô bị anh giữ lấy. Chiếc eo thon thả bỗng nhiên bị anh siết mạnh hơn. Cô tức tối không thôi. Hai má vì lời nói này mà cũng trở nên hồng hào. Nam tịch viên cứ tưởng Lục Dĩ Thiên là một lão đại nghiêm chỉnh lắm, sao bây giờ lại giở trò đổi bại như thế này. Nam tịch viên, tôi có ý tốt nhưng cô lại không nhận. Đây chẳng phải là làm ơn mắc oán hay sao? Ý tốt của anh tôi không cần. Nam tịch viên là người công tư phân minh. Đêm qua Lục Dĩ Thiên cứu cô nên cô rất cảm kích. Nhưng không ngờ bây giờ anh lại thốt ra những lời nói này. Sự cảm kích của cô dành cho anh cũng vì thế không cánh mà bay mất. Lần trước thì chiếm tiện nghi của cô, đêm qua lại nhân lúc cô ngất mà cởi đồ cô ra. Không biết anh có làm chuyện gì quá phận hay không nữa. Thật tức chết cô mà. Nếu đã vậy thì thù mới thù cũ, hôm nay tính một lượt luôn đi. Nam tịch viên, sáng nay tôi không muốn gây sự với cô đâu, mau về phòng đi. Lục Dĩ Thiên để tình cơ thể cô còn yếu nên không chọc tức cô nữa. Anh vừa định sẽ buông cô ra, nhưng cánh tay chỉ mới thả lỏng thì người con gái trong lòng đã nhanh chóng thoát thân. Không những vậy, cô còn xoay người lại và tung vài chiêu vào người anh. Thật đáng khen, nam tịch viên dù bệnh như thân thủ vẫn rất nhanh nhẹn. Là do anh đã quá xem thường cô rồi. Lục Dĩ Thiên hào hứng đỡ từng cú đánh của cô, tuy nhiên lại không hề đánh trả, bởi hiện tại anh không muốn ra tay với cô một chút cũng không. Sức lực của nam tịch viên vốn không mạnh như lúc trước, vì hiện tại cô chỉ mới vừa khỏe lại mà thôi. Và lại cô biết, dù cho cô có khôi phục trạng thái ban đầu thì cô cũng không phải là đối thủ của Lục Dĩ Thiên. Nhưng anh quá đáng lắm, cục tức này cô nuốt không trôi chút nào, vậy nên cô không tính để yên dễ dàng như vậy. Nam tịch viên tung chân lên đá, không ngờ lại vướng vào chiếc khăn ngang hông của anh. Cô nhanh chóng rút chân lại. Đúng lúc này chiếc khăn tắm cũng rơi xuống đất. Lục Dĩ Thiên hoàn toàn lõa thể. Nam tịch viên thấy cảnh này liền dừng mọi động tác. Cô còn lấy hai tay che mắt, vội quay đi và thét lên một tiếng thật lớn. Sao nào, cô muốn đánh được không? Khóe môi Lục Dĩ Thiên tràn ngập ý cười. Không ngờ nhìn bộ dáng của nam tịch viên lúc này thực sự rất đáng yêu. Anh tiến về phía cô một bước. Nam tịch viên thấy chân anh đang đi về phía mình thì vội xua tay, hai mắt cũng nhắm tịt lại. Cô lắc đầu ngoài ngoài. Không cần không cần, anh mau biến đi cho tôi. Đây là phòng tôi thì biến chỗ nào hả? Lúc nam tịch viên không để ý,
thì Lục Sĩ Thiên đã tiến về phía cô. Nhanh như tia chớp, anh liền áp người cô vào tường. Anh muốn làm gì? Nam Tịch Viên bất ngờ không nói thành lời. Cô nhất thời cũng không biết làm thế nào mới phải. Lục Sĩ Thiên nở một nụ cười vô cùng rạng rỡ. Nụ cười này càng tăng thêm nét điển trai khuôn mặt của anh. Anh đưa tay nâng cằm cô lên. Cô nghĩ tôi muốn làm gì? Anh đang không mặc đồ đấy. Anh có biết xấu hổ à? Thân thể anh ép sát thân thể cô, khiến cô không thể tách khỏi người anh được. Và lại cô đang rất tức giận, sao mọi chuyện lại thành ra thế này chứ? Lục Dĩ Thiên thấy khuôn mặt đỏ bừng lên vì ngại của Nam Tịch Viên thì vô cùng hả hê. Anh cũng chỉ muốn trêu cô một chút thôi, nhưng thực sự quá thú vị. Tôi cần gì phải xấu hổ? Đây là phòng của tôi mà. Anh tránh ra, tôi muốn ra ngoài. Nam Tịch Viên thẹn quá hóa giận nên liền vung tay về phía Lục Dĩ Thiên. Anh nhanh chóng bắt lấy tay cô. Nhìn người con gái đang ngại đến đỏ mặt, anh nhướng mi. Nói đi, cô còn muốn tính sổ mấy chuyện vớ vẩn kia nữa không? Còn chuyện vớ vẩn, tự tiện chiếm tiện nghi của cô là chuyện vớ vẩn sao? Nam Tịch Viên tức quá mà không suy nghĩ nhiều, cô liền quát vào mặt anh, nhưng lại không hề nghĩ đến hậu quả. Lục Dĩ Thiên nghe thế lại cười thầm trầm. Cả cơ thể anh nhanh chóng ép cô vào tường. Anh hỏi bằng giọng mũi. Nam Tịch Viên cảm nhận rõ ràng vật nam tính của Lục Dĩ Thiên đang ép sát vào người cô, vừa nóng bỏng vừa khó chịu. Cô ngại ngùng nên hai má càng trở nên đỏ hơn, như là một quả gước chín. Nam Tịch Viên không dám thở mạnh. Cô sự cử động lung tung lại khiến cho Lục Dĩ Thiên không kiềm chế được thì tiêu. Dù sao cô cũng đã từng thấy qua bộ dạng kia của anh nên hoang mang lắm. Nam Tịch Viên chớp chớp mi. Cô biết bản thân không thể nào chống đối với người đàn ông này được nữa. Nếu đã thế thì đành phải hạ mình. Tôi sẽ không tính nữa, mọi chuyện xem như bỏ qua. Anh còn không mau buông tay. Cô nói thật. Miệng Lục Dĩ Thiên vẫn nở một nụ cười nhàn nhạt. Tôi nói thật. Được. Lục Dĩ Thiên nói xong liền giữ lời hứa thả tay cô ra. Nam Tịch Viên vừa được giải thoát thì cô đã chạy một mạch ra khỏi phòng anh. Bởi đứng ở đấy cô cảm thấy ngột ngạt quá, bí bách quá, đúng là không nên ở gần anh mà. Lục Dĩ Thiên vẫn ở yên vị trí cũ và cười rạng rỡ. Anh nhớ lúc Nam Tịch Viên ngủ thì yên bình vô cùng, còn khi cô thức thì lại để lộ ra móng vuốt sắc bén như một con mèo hoang. Quả là một trời một vực. Phải chi mọi khi cô luôn yên tĩnh và trầm lặng như lúc ngủ thì hay rồi. Lục Dĩ Thiên bật cười thành tiếng, sau đó đóng cửa lại. Anh cúi đầu nhặt chiếc khăn trên nền gạch cẩm thạch lên, lòng chẳng hiểu vì sao lại bỗng nhiên hào hứng hẳn. Sau khi chạy về phòng mình, Nam Tịch Viên liền nằm vật lên giường và úp mặt vào gối. Đầu óc cô không ngừng nhớ đến cảnh tượng khi nãy, trái tim bất giác đập liên hồi, cơ hồ là muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Lục Dĩ Thiên đúng là tên vô lại mà, anh còn muốn cô quên đi mọi chuyện, nằm mơ. Cô là người có thù tất báo, việc anh đã gây ra cho cô, sao cô có thể bỏ qua? Có câu quân tử trả thù 10 năm chưa muộn, anh cứ chờ đấy. Chả biết suy nghĩ gì mà Nam Tịch Viên liền nghĩ đến cảnh lúc cô làm rơi chiếc khăn tắm ngang hông của Lục Dĩ Thiên. Khi ấy cô đã thấy rõ ràng vật nam tính của anh phải nói là vô cùng to lớn. Tính ra đây là lần đầu tiên trong đời cô thấy được cảnh con quái vật đang ngóc đầu dậy của một người đàn ông. Xem xong thực sự khiến con người ta phải đỏ mặt. Lục Dĩ Thiên, anh đợi đấy. Lần sau cô phải suy tính kỹ mới được, không nên hấp tấp như thế, bởi hấp tấp thì người chịu thiệt cũng chỉ có cô mà thôi. Sau khi ăn cháo no nê thì Nam Tịch Viên mới xuống lầu. Cô muốn đi đâu đó để giải khuây, ở mãi một nơi rộng lớn này cũng quá ngột ngạt. Vừa đi xuống phòng khách thì đã thấy Kim Nhất và Thủy Nhất đang chăm chú tập trung nhìn vào màn hình laptop. Chắc có lẽ hai người họ đang xử lý công vụ nên cô không muốn làm phiền, bà chỉ lặng lặng bước đi. Lão đại, Nhạc lão đại muốn liên lạc với chúng ta. Đang bước đi thì Nam Tịch Viên thấy Kim Nhất đang nhìn về phía mình, miệng còn kính cẩn nói một câu. Rõ ràng hắn gọi tiếng lão đại, nhưng sao lại nhìn cô chứ? Nam Tịch Viên nhận ra có điều gì đó sai sai, nên cô quay đầu nhìn về phía sau thì mới thấy Lục Sĩ Thiên đang đứng cách cô chưa tới 3 bước chân. Anh chưa trả lời câu hỏi của Kim Nhất thì Thủy Nhất đã cất tiếng. Thế nào cũng có liên quan đến chuyện tối qua.
Thùy Nhất quá hiểu Nhạc Doanh. Tin tức Lục Dĩ Thiên có thuộc hạ nữ chắc đã bị cô ta thông báo với Nhạc Dĩ Chiết. Nam Tịch Viên nghe có liên quan đến chuyện tối qua thì liền dừng chân. Cô tiến lại sofa ngồi, mặc kệ cho Kim Nhất đang nhìn mình chằm chằm. Không nhận. Nhận. Lục Dĩ Thiên vốn không hòa thuận với Nhạc Dĩ Chiết, bây giờ ông lại gọi cho anh có lẽ cũng không có ý tốt gì, nên anh không muốn nghe máy. Nhưng anh vừa dứt lời thì Nam Tịch Viên đã chen vào. Đôi mắt sáng quắc của cô nhìn anh không chút gợn sóng. Lục Dĩ Thiên nhíu mày không hiểu ý của cô là gì. Vì sao lại muốn nghe máy? Đã thế còn ra lệnh cho thuộc hạ của anh nữa chứ. Thấy mọi người đều nhìn mình, nên Nam Tịch Viên mới bắt đầu giải thích lý do vì sao cô đưa ra đề nghị đó. Đêm qua tôi là người bị hại, nên tôi rất muốn biết bao cuộc người đã hại tôi nói cái gì. Điều này không quá bất tiện với anh chứ? Kim Nhất và Hỏa Nhất đăm chiêu khi nghe những lời vừa thốt ra từ miệng của Nam Tịch Viên. Cô là đang ra lệnh cho Lục lão đại của họ đấy à? Hai người họ tưởng Lục Dĩ Thiên sẽ do dự không đồng ý, nhưng bỗng nhiên anh lại chấp thuận. Đôi mắt anh tràn đầy ý cười. Lục Dĩ Thiên nhìn cô nhưng nói với Kim Nhất, liên lạc đi. Kim Nhất không hỏi nhiều mà chỉ đành làm theo nhiệm vụ. Hắn đưa laptop sang cho anh. Anh vừa nhận lấy thì Nam Tịch Viên đã tiến lại ngồi gần anh. Tuy nhiên cô vẫn giữ khoảng cách để hình ảnh của mình không xuất hiện trên màn hình. Liên lạc thành công, khuôn mặt của Nhạc Dĩ Chiết bỗng hiện ra. Ông không chờ đợi gì mà đã đi vào vấn đề chính. Dĩ Thiên, con có bạn gái từ khi nào vậy? Nam Tịch Viên nghe câu hỏi này của Nhạc Dĩ Chiết thì mở to mắt ra mà nhìn. Không hiểu vì sao mà ông ấy lại nghĩ cô chính là bạn gái của Lục Dĩ Thiên nữa. Cô giống bạn gái của anh làm sao? Lục Dĩ Thiên nhìn Nhạc Dĩ Chiết không nhanh không chậm hỏi. Ba muốn quản con. Đây là quan tâm. Một người cha quan tâm con mình thì có gì là sai? Nhạc Dĩ Chiết luôn nói chuyện nhẹ nhàng. Giờ đây nếu ai nói ông là một ông trùm của một tổ chức lớn thì có lẽ sẽ rất ít người tin tưởng. Bởi hiện tại thái độ của ông rất thân thiện, đúng kiểu một người cha tốt quan tâm con cái. Nhưng Lục Dĩ Thiên thì lại không đoái hoài gì đến sự quan tâm này của ba mình. Anh lạnh giọng nói, Nhạc Doanh đã nói cho ba biết chuyện tối qua rồi, vậy thì cũng nhờ ba dạy cô ta lại cẩn thận. Không phải ai cũng có thể giết chết đâu. Dĩ Thiên, nó rất yêu con nên nhất thời lầm lỡ, con cũng nên nhận ra tình cảm của nó chứ. Lục Dĩ Thiên nghe thế thì nhếch môi cười khinh. Cô ta thích con thì ba muốn con cũng thích cô ta. Ba nghĩ con sẽ nghe lời ba sao? Con không thích Nhạc Doanh là vì người thuộc hạ nữ kia của con ư? Ba nghe Nhạc Doanh kể lại mọi chuyện rồi, còn vì cô gái đó mà trừng mắt với Nhạc Doanh. Nói đi, rốt cuộc con và cô ta có quan hệ gì? Nam Tịch Viên vừa nghe những lời này thì khó chịu vô cùng. Chuyện Lục Dĩ Thiên không thích Nhạc Doanh thì có liên quan gì đến cô? Nhạc Dĩ Chiết sao lại không biết đúng sai gì hết vậy chứ? Ông cứ một mực binh vực người con gái nuôi của ông bất chấp, thật khiến cô phải tức giận. Bấy giờ trên khuôn mặt điển trai của Lục Dĩ Thiên đã lộ rõ vẻ mất kiên nhẫn. Anh cũng khó chịu không kém Nam Tịch Viên là bao. Chuyện của con không cần ba lo. Còn nữa, ba làm ơn nói với cô con gái cưng của ba rằng đừng bao giờ làm phiền con. Con sợ có một ngày bản thân không kiềm chế được mà xử lý cô ta đây. Còn Nhạc Dĩ Chiết tỏ ra tức giận, khuôn mặt ông trở nên nhăn nhó mà đánh lại. Còn vì cô gái kia mà nỡ ra tay với Nhạc Doanh sao? Nói cho bà biết, cô gái kia rốt cuộc có phải là bạn gái của con không? Lục Dĩ Thiên cười nhạt. Con không có bổn phận phải nói cho bà biết. Anh vừa định tắt liên lạc thì Nhạc Dĩ Chiết đã nghiêm giọng hỏi nhanh. Con, đến bao giờ con mới thôi cái thái độ đó với ba hả? Mãi mãi sẽ không. Lục Dĩ Thiên cố tình cười một cách chọc tức ba mình. Trước khi cắt kết nối, anh lại mở miệng nói một câu bí ẩn. Nếu cô gái đó là người phụ nữ của con thì sao? Còn không phải thì đã sao? Nói xong liền tắt liên lạc. Có lẽ câu nói này của anh sẽ để lại bao nhiêu suy nghĩ linh tinh, không những cho Nhạc Dĩ Chiết mà còn cho cả Nam Tịch Viên lẫn Kim Nhất và Hỏa Nhất. Khi thấy anh đã nói chuyện xong với Nhạc Dĩ Chiết
thì nam tịch viên đã không nhận được mà cau mày hỏi ngay. Lục Dĩ Thiên, anh Hà cớ gì lại thốt ra câu ẩn ý đó, để cho ba anh hiểu nhầm quan hệ giữa chúng ta? Tôi đã nói cô là người phụ nữ của tôi à? Thấy thái độ cố chấp không nhận của anh thì nam tịch viên lại càng tức tối hơn. Những câu nói ấy của anh sẽ gây hiểu nhầm. Bình thường anh không có thuộc hạ là nữ, nhưng tự dưng bây giờ lại có. Bà anh không tin chúng ta không có gì với nhau mới là chuyện lạ đấy. Anh muốn mang phiền phức đến cho tôi à? Lục Dĩ Thiên nghe nam tịch viên chất vấn, nhất thời anh không biết trả lời thế nào mới phải. Thực sự lúc nãy anh cũng không hiểu vì sao bản thân mình lại nói như vậy nữa. Có lẽ một phần là muốn chọc tức Nhạc Dĩ Chiết, còn một phần là muốn chọc tức nam tịch viên. Thấy cô rủ lông như con nhím như thế thực sự rất dễ thương. Hòa Nhất thấy bầu không khí căng thẳng nên hắn đã chen vào cuộc trò chuyện giữa hai người. Lão đại cứu cô, giờ đây lão đại nói có một câu cũng không được à? Lão đại muốn lấy chuyện này ra để bắt Nhạc lão đại không nên xem vào chuyện tư của anh ấy. Chẳng lẽ cô nhỏ nhen đến vậy ư? Nam tịch viên sôi máu nhìn Hòa Nhất, cô nghiến răng nghiến lợi. Lỡ đầu Nhạc lão đại tưởng tôi là người mà Lục lão đại của các anh yêu thì sao? Rồi ông ấy lại không hài lòng thì tìm cách chia rẽ, có khi còn sai người xử lý tôi không chừng. Anh tưởng chuyện này đơn giản như thế à? Cô cũng sợ gặp rắc rối sao? Tôi tưởng cô lợi hại như vậy thì không sợ gì. Hòa Nhất dừng dưng nói. Tôi không sợ rắc rối, nhưng tôi cũng không muốn chuốc lấy phiền phức. Anh có hiểu không? Nam tịch viên không thèm đôi co với Hòa Nhất nữa, mà lại xoay sang nói với Lục Dĩ Thiên. Còn nữa, cái cô Nhạc Doanh gì đó là em gái nuôi của anh đúng không? Tôi sẽ không nể tình anh cứu tôi mà không truy cứu chuyện cô ta đã làm gì với tôi. Nếu anh muốn binh vực cô ta thì cứ nói, hôm nay sòng phẳng ở đây luôn đi. Lục Dĩ Thiên nhìn cô và đáp. Nhạc Doanh không liên quan đến tôi. Được, vậy thì dễ tính rồi. Nam tịch viên gật gật đầu. Lục Dĩ Thiên lại hỏi. Cô định sẽ trả thù Nhạc Doanh thế nào? Đáp trả những điều mà cô ta đã làm với tôi. Đôi mắt nam tịch viên trở nên khát máu. Cô hận Nhạc Doanh đến thấu xương, bởi cô ta thực sự rất ác độc. Lợi dụng lúc cô tin tưởng cô ta mà thằng tay đẩy cô ngã xuống biển. Nam tịch viên vốn đã sợ nước và không biết bơi, cô ta làm như vậy chẳng khác nào muốn lấy mạng cô. Cô là người công tư phân minh, ai giúp cô thì cô sẽ giúp lại, còn ai hại cô thì đừng trách cô trả thù. Kim Nhất thấy sự cương quyết của nam tịch viên thì biết cô sẽ làm những gì mà cô nói, nhưng hắn cũng không quên nhắc nhở một câu. Nhạc Doanh là con gái nuôi của Nhạc lão đại. Đừng nhắc khéo tôi. Anh nghĩ tôi sẽ sợ sao? Lúc đầu tôi còn tưởng ông ta muốn gửi lời xin lỗi thay con gái nuôi của ông ta đến tôi, nhưng không ngờ là do tôi tưởng bở rồi. Lại còn binh vực Nhạc Doanh nữa chứ. Nhạc Doanh là con ông ta, còn tôi không phải là con của ba tôi sao? Con ông ta được cưng chiều, còn con của ba tôi thì mặc kệ sống chết. Nực cười thật. Thù này không trả thì tôi không yên. Nhắc đến chuyện này, nam tịch viên càng giận dữ hơn. Sống bao nhiêu năm nay, đây là lần đầu tiên cô nếm trải được cảm giác bất lực và sắp chết đi là gì. Thì ra ranh giới giữa sự sống và cái chết lại mong manh như vậy. Nếu như Lục Dĩ Thiên không đến kịp, có lẽ cô đã không còn trên thế gian này nữa. Nam tịch viên biết ơn anh, nhưng cô cũng hận Nhạc Doanh, kẻ đã muốn hủy diệt cô. Cô không làm gì sai cả, vậy mà Nhạc Doanh đã ra tay với cô không thương tiếc. Cô ta đúng là rắn cực độc. Cô sẽ trả thù Nhạc Doanh, nhưng ít nhất không phải bây giờ. Đợi thời cơ thích hợp thì cô nhất định sẽ ra tay. Lúc này nam tịch viên mới quay sang Lục Dĩ Thiên. Tuy lúc nãy anh có chút chiếm tiện nghi của cô, nhưng cô cũng vẫn phải nên cảm ơn anh một câu. Bởi lẽ nếu không có anh thì cô đã không thể đứng ở đây được nữa. Vì cô là người công tư phân minh nên nhất định phải nói câu cảm ơn. Lục lão đại, hôm qua rất cảm ơn vì đã cứu tôi. Bây giờ mới nói có phải muộn rồi không? Lục Dĩ Thiên nhếch môi nhìn nam tịch viên. Cô thấy thế thì lườm anh một cái. Bây giờ Hòa Nhất liền thốt lên câu hỏi mà hắn mãi không lý giải được. Nam tịch viên, vì sao mà cô lại bị rơi xuống nước vậy? Nam tịch viên nghe thế thì cúi mặt xuống, vài giây sau mới trả lời. Do tôi không phòng bị người lạ, quá chủ quan, cứ tưởng Nhạc Xuân là một cô gái hồn nhiên, nào ngờ. Nam tịch viên thở ra một cái, rồi kể lại mọi chuyện cho mọi người nghe.
Nghe xong Lục Sĩ Thiên lại hỏi, cô muốn trả thù Nhạc Doanh thế nào? Có cần tôi giúp đỡ không? Giúp đỡ? Anh sẽ vì tôi mà đối đầu với ba mình? Cô khá ngạc nhiên. Nếu như vậy chẳng phải cha con họ sẽ tương tàn sao? Tôi và ông ấy vốn không có liên quan gì. Và lại lần này là Nhạc Doanh làm chuyện sai trước, có trách thì phải trách cô ta. Nam dịch viên nghe những lời này của Lục Dĩ Thiên mà trái tim bất giác đập nhanh hơn một nhịp. Anh là đang vì cô nên mới gò lời giúp sao? Nhưng nam tịch viên không muốn dính dáng hay nợ ân tình đối với anh nên đã từ chối. Không cần đâu, chuyện này để tôi tự xử lý đã được rồi. Cô bỗng quay sang Hỏa Nhất, đôi mắt sáng rực lên. Cho tôi mượn điện thoại của anh có được không? Đây. Hỏa Nhất nghi ngờ nhưng vẫn đưa điện thoại cho cô. Nam tịch viên nhanh chóng ấn một dãy số mà cô đã thuộc lòng, sau đó gọi đi. Không lâu sau đó đầu dây bên kia đã có kết nối. Nam tịch viên cũng không đi nơi khác mà ngồi tại ghế nói chuyện luôn với đối phương. Giận, nhớ anh chết đi được, nhớ anh đến phát điên đây. Nam tịch viên bỗng nhiên thay đổi thái độ nói chuyện, từ lạnh lùng chuyển sang dịu dàng tha thiết. Đôi môi yêu kiều thốt lên một câu, xong lại nở nụ cười ngọt ngào. Lục Dĩ Thiên thấy biểu cảm lạ thường này của cô bất giác nhíu mày. Cô đang nói chuyện với ai mà lại dùng giọng điệu đó chứ? Là người yêu sao? Ghi đến đây lòng của anh bỗng cảm thấy bứt rứt và khó chịu không thôi. Không, khả năng nam tình viên nói chuyện với người yêu nhanh chóng bị bác bỏ, bởi cô luôn chạy trốn ba mình là vì không muốn kết hôn. Lục Dĩ Thiên còn nhớ lúc trước cô có nói cô muốn có một cuộc sống tự do tự tại. Anh chợt nhớ đến bản thân đã từng điều tra qua cô có một người anh trai, chắc cô đang nói chuyện với anh trai mình. Nghĩ đến đây thì đôi mày của anh mới giãn ra. Cũng do khi ấy chuyện của nam tịch viên vốn không quan trọng nên anh chỉ sai người tra thoáng qua, nghe báo lại những điểm quan trọng như cha cô tên Nam Từ, là một nhà doanh nhân bình thường trong giới chính trị. Cô còn có một người anh trai, lúc ấy anh không có hỏi tên, nhưng có lẽ người đó chính là người đàn ông mà cô đang nói chuyện điện thoại đây. Anh trai nam tịch viên cũng tên Giận sao? Điều này làm Lục Dĩ Thiên bỗng nhớ đến một người. Nam tịch viên ngồi đấy vui vẻ chờ đối phương trả lời. Không lâu sau đó đã có tiếng đáp lại. Mỗi lần em gọi như thế này là muốn nhờ vào anh chuyện gì đó. Anh đã quá quen rồi. Nào, nói đi. Rốt cuộc thì em gái của anh đã gặp rắc rối gì? Người đàn ông đang cất tiếng trầm thấp đó chính là Nam Kỳ Giận, anh trai của Nam Tịch Viên. Đối với cô em gái này, Nam Kỳ Giận hết mực yêu thương. Nam Tịch Viên muốn làm gì thì hắn cũng sẽ thực hiện cho bằng được. Giận, sống lâu như vậy cuối cùng em cũng có thể hiểu được cảm giác đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết. Nam Kỳ Giận nghe cô nói thế thì giật mình, hắn lo lắng hỏi gấp. Tịch Viên, ý em là sao? Chẳng lẽ em đã gặp chuyện không may? Chỉ có anh là hiểu em nhất. Đêm hôm qua em bị người ta xô xuống biển. Anh cũng biết đấy, em sợ nhất là bị rơi xuống nước. Xem chút nữa thì em đã không thể nói chuyện với anh rồi. Tịch Viên, là kẻ nào đã hại em chứ? Nam Kỳ Giận biết Nam Tịch Viên vốn không thích giỡn, cô cũng sẽ càng không lấy chuyện liên quan đến tính mạng để đùa, nên hắn tin chắc chắn chuyện cô vừa nói là sự thật. Hắn đang ở Nam Thị làm việc và vừa đặt bút ký tên lên tài liệu, nhưng khi nghe cô nói như thế thì cái bút trên tay cũng rơi xuống bàn. Giờ đây hắn thực sự rất lo lắng cho cô em gái của mình. Một cô gái trong giới hắc đạo, anh có muốn chủ trì công đạo cho em không? Đã đụng đến em thì cho dù người đó có là ai thì anh cũng xử lý. Nam Kỳ Giận nói một câu chắc nịch. Nam Tịch Viên nghe thế thì mỉm cười hài lòng. Cô vui vẻ không thôi. Có câu này của anh thì đủ rồi, anh vẫn là nhất. Em nói đi, rốt cuộc kẻ đó là ai? Còn nữa, sức khỏe của em vẫn tốt chứ? Em chỉ muốn hỏi thử để xem anh có sợ hay không. Nhưng vẫn may anh vẫn vì em mà làm tất cả. Đây là chuyện riêng của em, em có thể xử lý được. Sức khỏe của em cũng rất tốt nên anh không cần lo đâu. Nam Tịch Viên thích người anh trai này lắm. Từ nhỏ Nam Kỳ Giận đã thương cô vô bờ bến, chiều chuộng cô hết mực. Được làm em gái của hắn là một điều tuyệt vời biết bao. Mặc dù Nam Tịch Viên không bị thương gì và rất khỏe mạnh, nhưng Nam Kỳ Giận vẫn không bớt lo lắng. Anh vẫn dành cho cô tình yêu thương hết mực. Tịch
Tịch Viên, em đừng để bản thân gặp phải nguy hiểm. Nói cho anh biết kẻ đó là ai, anh nhất định sẽ giúp em đòi lại công đạo. Anh yên tâm, em có thể tự giải quyết được, đừng lo cho em nhé. À Dận, còn một chuyện này nữa, ba dạo này còn tức giận và điều tra em không? Cô chuyển đề tài để anh trai có thể bớt lo lắng cho mình. Nam Kỳ Dận thở ra một tiếng. Không khi nào là không ngừng tra. Anh hai, anh nói giúp em vài câu đi. Bị ba truy đuổi em cũng sợ hãi lắm chứ. Một lỡ mà bị ba bắt về thì chắc em chết mất. Em cũng biết đấy, anh muốn nói giúp em cũng lực bất tòng tâm. Dạo này có thiếu gì không để anh gửi? Nhắc đến câu này thì Nam Tịch Viên mới nhớ những dụng cụ mà mình tự chế tạo ra đã mất hết công dụng do đêm qua đã ngấm vào nước lạnh, thế nên cô liền liệt kê nhanh. Em cần phi tiêu, anh gửi phi tiêu cho em nhé. Nam Tịch Viên nhanh chóng nói địa chỉ ở một quán nước ở gần đây để Nam Kỳ Dận có thể gửi đến được. Xong rồi cô lại dặn dò thêm, thêm cây súng lục mà anh tặng cho em nữa đi. Đạn thì thay bằng bom do em đã chế tạo đấy. Em sẽ giữ máy, khi nào xong thì bảo thuộc hạ của anh gọi vào số này cho em. Được, giờ anh sẽ về chuẩn bị cho em. Tầm hơn 2 giờ nữa thứ em cần sẽ đến tay em. Vâng, em cảm ơn anh nhiều lắm, yêu anh nhé. Nam Tịch Viên chuẩn bị cúp máy thì Nam Kỳ Dận đã hỏi nhanh, hiện tại em đang ở đâu đấy? Em đang ở một nơi rất an toàn, Hắc Uyển. Được rồi, không nói với anh nữa, anh làm việc đi nhá, tạm biệt anh trai. Nam Tịch Viên nói xong thì cúp máy. Đôi mày cô vẫn cười rạng rỡ. Lúc bấy giờ để ý mới thấy hình như Lục Sĩ Thiên và cả Kim Nhất, Hỏa Nhất đều nhìn cô. Sao họ lại nhìn cô với ánh mắt lạ lùng như vậy nhỉ? Nhờ đến khi nãy cô có tự quyết định một điều, thấy mình có phần không đúng nên quay qua nhẹ giọng với Hỏa Nhất. Anh cho tôi 10 điện thoại của anh một ngày có được không? Vừa rồi anh cũng nghe những điều tôi nói với anh tôi rồi đấy. Được không Hỏa Nhất? Hỏa Nhất nhếch môi bất mãn. Bộ dáng xin xò người này của cô đúng là lần đầu tiên tôi thấy được đấy. Anh đừng có nghiêm túc như vậy chứ. Cho tôi mượn một lúc thôi, khi nào nhận được hàng tôi sẽ trả lại cho anh nhé. Hỏa Nhất không trả lời. Thấy biểu cảm thờ ơ trên khuôn mặt của hắn thì Nam Tịch Viên biết hắn đã đồng ý. Cô vui vẻ nói lời cảm ơn. Cảm ơn anh. Anh trai của cô là Nam Kỳ Dận. Người thốt lên câu hỏi này chính là Lục Sĩ Thiên. Bởi trong quá trình mà cô nói chuyện điện thoại thì anh đã suy nghĩ rất nhiều. Cô họ Nam nên chắc rằng anh trai cô cũng họ Nam. Tên anh ta lại là Dận. Lục Sĩ Thiên cảm thấy có một sự trùng hợp không hề nhẹ. Có khi nào người anh trai mà cô nói là Nam Kỳ Dận, người bạn tốt của anh? Không chần chừ gì nữa, anh liền cất tiếng hỏi, thái độ rõ ràng là đang hoang mang. Nam Tịch Viên, Nam Kỳ Dận, họ là anh em thật ư? Nam Tịch Viên nghe câu hỏi của Lục Sĩ Thiên thì bất ngờ. Sao anh lại biết được chứ? Phải chăng là do anh cô cũng nổi tiếng vì điều hành cả một nam thị to lớn? Sao anh biết tên anh trai tôi? Nam Kỳ Dận thực sự là anh trai của cô. Lục Sĩ Thiên không ngờ mọi chuyện đúng như anh đã dự đoán. Hóa ra bản thân anh đã gặp ngay em gái của bạn tốt mà không hề biết. Nam Tịch Viên không trả lời mà còn hỏi ngược lại anh. Anh và Kỳ Dận có quan hệ gì? Kim Nhất, Hòa Nhất ngồi một bên cũng ngờ vực lắm. Hai người họ rơi vào trầm tư. Nghe câu hỏi của Nam Tịch Viên thì Kim Nhất đã trả lời thay Lục Sĩ Thiên. Lục Lão Đại và Nam Tổng là bạn tốt. Không ngờ luôn đấy. Nam Tịch Viên há mồm kinh ngạc. Đúng là không tin nổi anh cô lại quen biết với Lục Sĩ Thiên. Nam Tịch Viên khoanh tay trước ngực, cô vẫn khó hiểu. Nhưng rõ ràng lúc trước các anh đã điều tra tôi rồi mà, sao lại không nhận ra điều này? Lục Sĩ Thiên biết việc điều tra hơi sơ sài, anh đáp. Tôi quen với Kỳ Dận, nhưng tôi không biết ba cậu ấy là nam tử. Hòa Nhất thêm vào. Và lại lần trước chỉ tra sơ qua xem cô có thật là con gái của một doanh nhân bình thường không. Do cô không quan trọng nên chúng tôi cũng không cần chú tâm. Nam Tịch Viên gật đầu đã hiểu. Cô suy tư. Rõ ràng anh hai có quen thân với anh và cũng biết tôi thích thế giới hắc đạo thế nào, vậy mà anh ấy chưa từng nói cho tôi nghe điều này. Nam Kỳ Dận, không ngờ anh lại giấu em. Lục Dĩ Thiên nhìn Nam Tịch Viên chăm chú.
Lúc này bỗng nhiên có tiếng chuông điện thoại vang lên, là của Lục Sĩ Thiên. Anh nhanh chóng lấy ra xem thì thấy ba chữ Nam Kỳ Dận hiện trên màn hình nên liền ấn nghe, không biết vô tình hay cố ý mà còn để loa lớn. Dận, Lục Sĩ Thiên nói một tiếng. Đầu dây bên kia, Nam Kỳ Dận liền trả lời. Thiên, em mình đang ở chỗ cậu đúng không? Cô gái tên Nam Tịch Viên đấy. Không đợi Lục Sĩ Thiên nói, Nam Tịch Viên liền chen vào. Anh hai, là em đây. Nam Tịch Viên, sao em lại vào ở được Hắc Uyển của Dĩ Thiên? Nam Kỳ Dận nghe tiếng Nam Tịch Viên thì nhẹ cau mày. Lúc nãy nghe cô nói cô đang ở Hắc Uyển thì hắn đã kinh ngạc vô cùng. Định hỏi thêm thì cô đã nhanh tay cúp máy. Hắn suy nghĩ một chút nên mới gọi điện đến cho Lục Dĩ Thiên xem có đúng như lời cô nói hay không. Bây giờ biết được rồi, quả thật không sai. Anh hai, chỉ là tình cờ thôi. Nam Tịch Viên cười khẽ, Lục Dĩ Thiên bồi thêm. Em cậu từng cứu mình nên mình nên trả ơn. Cô ấy nói muốn nhờ mình giúp chạy trốn nên mình đã chấp nhận cho cô ấy sống ở Hắc Uyển. Những ngày này Tịch Viên có mang đến phiền phức cho cậu không? Nghe câu này của Nam Kỳ Dận thì Lục Dĩ Thiên liền nhìn cô một cái. Môi anh bỗng nhiên cong lên đầy ý vị. Anh đáp, không có. Nam Tịch Viên liếc nhìn anh rồi nhìn vào màn hình điện thoại. Cô chất vấn, Kỳ Dận, sao anh lại giấu em việc anh quen biết một người như Lục Lão Đại vậy? Anh quen bạn thì nói với em để làm gì? Rõ ràng anh biết sở thích của em. Anh cũng giống như ba, không muốn em có dính dáng gì trong giới hắc đạo đúng không? Nam Kỳ Dận nhún vai, hắn gật đầu. Đúng vậy, nhưng bây giờ, bây giờ thì không thể nữa rồi. Anh mặc kệ em có ở bên cạnh Dĩ Thiên cũng không sao, chỉ là không được quên lời ba nói đấy. Đừng tìm rắc rối đến với mình. Nam Kỳ Dận yêu thương nói một câu nhắc nhở với em gái. Dù sao cô ở cạnh Lục Dĩ Thiên thì hắn cũng yên tâm phần nào, còn hơn là để cô suốt ngày chạy trốn ở bên ngoài. Nam Tịch Viên chu môi bất mãn. Nam Kỳ Dận không quan tâm đến cô mà chỉ nói với Lục Dĩ Thiên. Thiên, nhờ cậu chăm sóc em mình một khoảng thời gian nhé. Cậu yên tâm, biết cô ấy là em của cậu thì mình sẽ chiếu cố nhiều hơn. Cậu đang mở loa ngoài đúng không? Tắt đi, mình có câu này muốn nói với cậu. Nam Kỳ Dận đột ngột nói lời đó khiến Nam Tịch Viên phải nhíu mày. Anh cô muốn tránh cả cô luôn đấy ư? Lục Dĩ Thiên nhìn Nam Tịch Viên một cái rồi mới làm theo lời Nam Kỳ Dận. Anh tắt loa ngoài, sau đó đưa điện thoại lên tay mình. Rồi đấy, Dĩ Thiên này, mình hỏi cậu, có phải cậu có ý với em gái mình không? Lục Dĩ Thiên nghe Kỳ Dận nói thế thì liền nhìn Nam Tịch Viên một lần nữa. Đôi mắt anh nhẹ cong lên, miệng người đàn ông phát ra giọng nói trầm thấp. Kỳ Dận, cậu nghĩ đi đâu vậy? Cậu chưa từng đưa bất kỳ người con gái nào về Hắc Uyển cả, vậy mà lại đồng ý cho Tịch Viên ở lại. Nói đi, có thật là muốn trả ơn không? Không thế thì còn gì nữa. Nhưng mà quen cậu lâu như vậy cũng không hề nghe cậu nhắc đến rằng cậu có em gái. Hôm nay khiến mình phải ngỡ ngàng đây. Mình biết cậu không thích con gái, nhắc em gái trước mặt cậu để làm gì chứ? Thiên, cậu thấy Tịch Viên thế nào? Nam Kỳ Dận xoay xoay cây bút trên tay. Hắn cảm thấy chuyện này vô cùng thú vị, đôi môi cũng bất giác mỉm cười từ lúc nào. Lục Dĩ Thiên bình tĩnh trả lời câu hỏi của Nam Kỳ Dận. Đặc biệt. Nam Kỳ Dận vì câu nói này của Lục Dĩ Thiên mà cười ra tiếng. Hình như đây là lần đầu tiên hắn nghe Lục Dĩ Thiên nhận xét về một cô gái, mà cô gái này lại là Nam Tịch Viên nữa chứ. Thiên, mình sẵn sàng chấp nhận cậu trở thành em rể của mình. Cậu bớt phí lời đi. Lục Dĩ Thiên nói xong liền cúp máy. Tuy anh có chút cảm tình với Nam Tịch Viên, nhưng không có nghĩa là anh sẽ yêu cô. Càng không lấy cô thì huống hồ gì phải trở thành em vợ của Nam Kỳ Dận chứ. Anh nghe xong lời nói của hắn chỉ thấy buồn cười mà thôi. Có lẽ Lục Dĩ Thiên không biết Nam Kỳ Dận hiện giờ cực kỳ sảng khoái. Hắn còn vui vẻ ngâm nga vài giai điệu, đôi môi cứ cười mãi không thôi. Lục Dĩ Thiên, mình muốn trở thành anh vợ của cậu lắm đấy. Kỳ Dận đã nói với anh những gì vậy?
Nam tịch viên khó hiểu nhìn Lục Dĩ Thiên. Cô thấy hình như tâm tình anh đã vui hơn khi nói gì đó với Nam Kỳ Dận. Cô thực sự thắc mắc không biết hai người đàn ông này vừa nãy đã nói gì với nhau. Lục Dĩ Thiên không trả lời câu hỏi của cô. Anh đang hai tay vào nhau và đặt tùy ý lên đùi mình. Cô muốn biết sao? Nam tịch viên thấy bộ dạng này của Lục Dĩ Thiên thì biết anh không có ý nói cho cô nghe. Cô liền lạnh lùng đáp: không cần. Nói xong liền xoay người rời đi, cũng không thèm quan tâm đến anh nữa. Lục Dĩ Thiên thấy thái độ này của cô thì bất giác cười thành tiếng. Biểu cảm trên khuôn mặt của anh đã khiến Kim Nhất và Hỏa Nhất ngạc nhiên. Lão đại của họ đang cười đấy ư? Sau khi rời khỏi Hắc Uyển thì Nam Tịch Viên để đi dạo lòng vòng. Dù gì hiện tại sức khỏe cũng đã hồi phục, cô cũng không cần kiêng kỵ điều gì. Bấy giờ mắt cô đảo quanh, vừa nhìn thấy một cửa hàng sang trọng thì liền đi vào. Do lúc nãy cô chỉ ăn có một ít cháo thôi, vốn không no nên bây giờ phải ăn thêm mới được. Nam tịch viên vui vẻ thưởng thức những món ngon trên bàn. Ăn xong liền lấy thẻ ra trả tiền. Thẻ này là do Nam Kỳ Dận cho cô. Nhớ lúc trước không suy nghĩ chu đáo nên cô đã mang theo một ba lô đầy tiền bên người rồi bỏ nhà ra đi. Khi ấy đúng là mệt mỏi biết bao. Bỗng nhiên Nam tịch viên nhớ đến Lưu Tĩnh, người mà cô vừa bỏ nhà đi không lâu đã gặp, và giờ cô ấy là bạn tốt của cô. Tuy cô và Lưu Tĩnh chỉ gặp một lần nhưng tính tình khá hợp. Lần đó cũng do cô ra tay cứu cô ấy nên cả hai mới quen biết nhau. Vốn cô có số điện thoại của Lưu Tĩnh nhưng hình như nó đã bị lạc mất rồi. Giờ cũng không biết ở đâu mà tìm lại. Cũng chẳng biết bao giờ cô mới có thể gặp lại Lưu Tĩnh nữa. Nam tịch viên tiếc nuối thở ra một hơi. Thôi thì có duyên ắt sẽ gặp. Và lại Lưu Tĩnh là một diễn viên nên chắc cũng dễ dàng tìm kiếm. Bất quá thì cô nhờ Nam Kỳ Dận điều tra giúp vậy. Không có Nam Kỳ Dận thì vẫn còn Triệu Thiên Đình. Triệu Thiên Đình chính là một người anh mà cô tôn kính. Sau khi Nam tịch viên ăn uống xong liền rời đi, cô đi vào shop quần áo mua vài bộ đồ. Dù gì cô cũng ở Hắc Uyển lâu dài nên không thể có mấy bộ mặc mãi được. Mở điện thoại của Hỏa Nhất lên xem thời gian thì có lẽ cũng đã sắp đến giờ Nam tịch viên nhận được hàng của mình. Thế là cô nhanh chóng đến quán nước đã hẹn sẵn. Ngồi chờ đợi không lâu thì điện thoại bỗng nhiên vang lên tiếng chuông. Nam tịch viên nhanh chóng ấn nghe. Alo. Nam tiểu thư. Đúng vậy, là tôi. Anh đã đến rồi. Tôi đã đứng trước cửa quán nước. Anh vào đây đi, tôi ngồi gần cửa sổ, vào là sẽ thấy liền. Nam tịch viên dặn dò thuộc hạ của Nam Kỳ Dận một câu, sau đó cúp máy. Cô nhìn ra cửa thì cũng thấy một người đàn ông đang đi vào. Trên tay anh ta còn cầm một cái túi nhỏ. Anh ta đã thấy cô và nhanh chóng tiến đến gần cô, đặt túi đồ trên tay mình xuống. Sau đó anh ta liền nói: tiểu thư, thứ cô cần. Cảm ơn anh. Nam tịch viên vui vẻ nhận lấy. Cô mời một câu: hay là ngồi nghỉ một lát đi. Không cần đâu ạ, tôi phải trở về ngay để thực hiện nhiệm vụ được giao phó. Được, vậy tôi sẽ không giữ anh nữa. Người đàn ông kiên quyết từ chối nên Nam tịch viên cũng không muốn làm khó anh ta. Đợi sau khi anh ta đi rồi thì cô mới hé mở thứ bên trong ra. Nhìn một cái thì đôi môi anh đào khẽ mỉm cười. Dù sao nơi đây cũng là chỗ đông người, thôi thì về Hắc Uyển sẽ lấy ra xem một thể vậy. Nam tịch viên để cái túi sang một bên rồi cầm điện thoại của Hỏa Nhất gọi đi. Chẳng bao lâu đầu dây bên kia liền vang lên giọng nói nhẹ nhẹ: em nhận được rồi đấy à? Vâng, em cảm ơn anh nhiều nhé. Nam tịch viên cực kỳ vui vẻ vì những thứ mà anh trai cô vừa gửi cho. Đúng là chỉ có Nam Kỳ Dận mới thương yêu cô nhất. Nam Kỳ Dận cười cười: khi nào cần thêm thì gọi cho anh. Còn nữa, tiền trong thẻ em đã sử dụng hết chưa? Tiền nhiều như vậy sao em sử dụng hết được chứ? Nam Kỳ Dận lúc nào cũng quan tâm khiến Nam tịch viên vô cùng ấm lòng. Lần trước hắn cho cô một số tiền khủng, chưa bao lâu lại hỏi thăm. Đúng là một người anh trai tốt. Chợt cô nghĩ đến điều gì đó nên đã cất tiếng hỏi: Kỳ Dận, lúc nãy anh và Lục Dĩ Thiên nói gì với nhau vậy? Nam tịch viên: không ngờ em lại dám gọi thẳng họ tên của Thiên như thế. Nam Kỳ Dận chưa từng nghe một người nào dám thốt lên cái tên Lục Dĩ Thiên hùng hồn như vậy. Có lẽ em gái hắn chính là người đầu tiên. Có gì phải sợ?
Trước mặt của anh ta em vẫn gọi đây thôi. Anh hai, anh nói cho em nghe đi, rốt cuộc là anh đã nói gì với Lục Dị Thiên? Chả biết hai người họ đã trao đổi điều gì, thật khiến cô tò mò mãi. Cô thấy rất mờ ám, phải chăng là đã giấu cô việc gì rồi? Bí mật. Nam Kỳ Giận thốt ra lời này xong, hắn phá lên cười, không nhanh không chậm liền cúp máy. Hắn không có ý định sẽ nói cho cô biết, để cô mãi thắc mắc đi. Nam Tịch Viên ngẩn người vì tiếng tút tút vừa vang lên. Thật là quá đáng mà, sao Nam Kỳ Giận lại chủ động tắt máy của cô chứ? Tính ra đây là lần đầu tiên hắn cúp máy trước, lạ quá. Thôi thì sau này về sẽ tính sổ với Nam Kỳ Giận sau. Nghĩ mãi vẫn tức, nhưng tức lại chẳng làm được gì. Đạo cô. Nam Tịch Viên vẫn còn nuốt không trôi cục tức đối với người anh trai tốt của mình, thì bỗng nhiên có tiếng nói phát ra từ một hướng. Cô liền xoay người sang nhìn, thì đập ngay vào mắt là hình ảnh của một cậu con trai khá là phong độ, anh Tuấn. Và người này không ai khác chính là người đã từng được cô ra tay tường trợ khi gặp nguy hiểm, Bạc Kỳ Nhiên. Bạc Kỳ Nhiên vừa thấy Nam Tịch Viên thì vô cùng vui mừng. Cậu đã tìm kiếm tin tức của cô lâu rồi, nhưng lại không lần mò ra được chỗ ở hiện tại của cô. Hôm nay không ngờ có thể gặp mặt ở tại nơi này, có phải là duyên trời định không? Tôi có thể ngồi đây chứ? Bạc Kỳ Nhiên đưa ra lời đề nghị. Nam Tịch Viên vui lòng chấp thuận. Anh cứ tự nhiên. Bạc Kỳ Nhiên ngồi xuống ghế, ánh mắt sáng rực không giấu nổi sự vui sướng. Vốn tôi muốn tìm cô, nhưng không có cách nào tìm được. Hôm nay gặp mặt thực sự là quá may mắn. Anh tìm tôi để làm gì? Nam Tịch Viên cố ý hỏi. Bạc Kỳ Nhiên liền đáp. Tôi muốn báo ơn. Nếu hôm đó cô không ra tay cứu giúp, thì có lẽ bây giờ tôi đã là một tên bại liệt rồi. Mong ước gặp lại cô bấy lâu nay đã thành hiện thực. Đúng là ông trời không phụ lòng người mà. Hai lần tình cờ gặp nhau thực sự quá trùng hợp. Chuyện nhỏ thôi, anh không cần phải để ở trong lòng. Cô gái, tôi là Bạc Kỳ Nhiên. Cô có thể cho tôi biết cao danh quý tánh của cô không? Dù gì Bạc Kỳ Nhiên đã nhiệt tình như thế, nên Nam Tịch Viên cũng đồng ý nói ra tên của mình cho cậu nghe. Tôi là Nam Tịch Viên. Hóa ra là Nam Tiểu Thư. Anh gọi tên tôi là được rồi. Nam Tịch Viên nhàn nhạt nói. Bạc Kỳ Nhiên nghe thế thì đôi mắt sáng rỡ, cậu cười. Vậy được, Tịch Viên. Nếu sau này cô gặp phiền phức gì thì hãy đến gặp tôi. Nếu giúp đỡ được thì tôi nhất định sẽ giúp cô. Nam Tịch Viên từ chối gọn gàng. Không cần đâu. Thật ra cô đâu cần sự trợ giúp của người ngoài. Cô có Nam Kỳ Giận và Triệu Thiên Đình chống lưng, đã thế còn thêm một nhân vật huyền bí ấy nữa, hễ gặp chuyện thì gọi một cuộc thì vấn đề sẽ được giải quyết ngay thôi. Cứu Bạc Kỳ Nhiên một phần là do cô ngứa mắt, một phần là vì tiện tay, cũng chẳng có ý gì sâu xa hơn. Bạc Kỳ Nhiên nghe cô từ chối thì không biết thế nào. Qua một lúc cậu mới đưa ra lời đề nghị thật lòng. Tịch Viên, tôi có thể làm bạn với cô không? Bạn sao? Từ nhỏ đến lớn bạn của cô vốn không nhiều, bởi cô không thích kết bạn, đặc biệt là con trai. Đúng vậy. Được không? Ánh mắt Bạc Kỳ Nhiên đầy chờ mong. Nam Tịch Viên suy nghĩ vài giây. Người nhà cô thì muốn cô tránh xa những kẻ trong ác đạo. Thế nhưng cô không chỉ ở chung với Lục Dị Thiên mà còn quen biết Bạc Kỳ Nhiên. Đúng là số trời đã định, phải như vậy là như vậy. Cô cũng không còn cách nào khác để tránh được. Thấy ánh mắt đầy mong chờ của Bạc Kỳ Nhiên đang nhìn mình, Nam Tịch Viên không ngại ngần gì. Bà cũng không muốn phụ lòng cậu nên đã chấp nhận. Được. Tốt quá rồi. Bạc Kỳ Nhiên vui sướng không thôi. Giờ đây cậu đã hoàn thành tâm nguyện cậu được ước thấy rồi, còn gì bằng nữa chứ. Nam Tịch Viên không thích trò chuyện phiếm nên liền tỏ ý trở về. Cũng đã không còn sớm nữa, tôi về trước đây. Phải về sao? Cô có số điện thoại không? Hay là cho tôi đi, chúng ta sẽ giữ liên lạc. Xin lỗi, tôi không có sử dụng điện thoại. Nam Tịch Viên thấy mình cũng quá phũ phàng nên đã bồi thêm một câu. Hay anh cho tôi số điện thoại của anh đi, khi nào mua điện thoại mới tôi sẽ liên lạc với anh. Bạc Kỳ Nhiên cười rạng rỡ. Được, để tôi đưa cho cô danh thiếp. Không cần đâu, anh đọc số đi, tôi sẽ tự nhớ. Bạc Kỳ Nhiên ngờ vực nhưng vẫn đọc một loạt số điện thoại của mình cho Nam Tịch Viên.
Cô chăm chú ghi nhớ từng con số vào trong bộ óc thông minh của mình. Đợi đến lúc cậu đọc xong thì gật đầu. Được rồi, tôi nhớ rồi, tôi về đây. Hẹn gặp lại. Dù bà Kỳ Nhiên không nỡ nhưng vẫn phải để cô rời đi. Nhìn bóng lưng cô càng ngày càng xa dần, làm cậu bỗng dâng lên cảm xúc xao xuyến không nói thành lời. Lần này tạm biệt không biết bao giờ sẽ gặp lại nữa. Thôi thì đành chờ đợi thêm vậy. Trên đường về nhà, Nam Tịch Viên vừa đi vừa nghĩ, tại sao lúc trước cô lại không tự nhớ số điện thoại của Lưu Tĩnh chứ, mà ghi vào giấy để làm gì, để nó lạc mất. Bây giờ nhớ lại mới thấy bản thân quá ngốc. Nếu như thuộc số của Lưu Tĩnh thì hay, cả hai sẽ hội ngộ nhau ngay thôi. Nhưng tiếc quá, cô đành phải chờ vậy. Nam Tịch Viên nhanh chóng trở về Hắc Uyển. Lúc này chẳng có một bóng dáng nào ở nơi này cả. Có lẽ Lục Dĩ Thiên đã ra ngoài và xử lý công vụ của anh rồi. Một người như anh có lẽ bận rộn lắm nhỉ. Một bên thì lo cho Lục Thị, bên còn lại thì xử lý chuyện trong tổ chức. Nghĩ đến thôi thì đầu óc Nam Tịch Viên đã rối lên. Ăn không ngồi rồi như cô thế này chẳng phải tốt lắm sao? Lục Thị chính là vỏ bọc bên ngoài của anh, để người khác khó tìm được chứng cứ anh gia nhập hắc đạo và sát người không gớm tay. Tuy họ không có bằng chứng Lục Dĩ Thiên làm việc ác, nhưng đa phần họ đều biết tất cả. Nhưng chẳng ai ngu dốt đến nỗi tự tìm đường chết cho mình khi đối đầu với một người máu lạnh như anh. Nam Tịch Viên không nghĩ đến người đàn ông xấu xa kia nữa. Bây giờ cô đặt túi giấy lên bàn và bắt đầu mở ra xem. Bên trong túi ấy là một cái hộp. Trong hộp đựng một khẩu súng lục và 15 cây phi tiêu. Nam Tịch Viên lấy ra ngắm nghía. Đôi môi anh đào mím lại. Nó khiến cô rất hài lòng. Lúc trước cô chạy trốn nhưng không mang theo súng là vì cho rằng bản thân sẽ an toàn. Vậy mà không ngờ lại gặp Nhạc Doanh. Vì đề phòng bất chắc nên phải chuẩn bị thứ để phòng thân cho mình. Cô có thể xin Lục Dĩ Thiên một cây súng. Cô nghĩ anh sẽ không keo kiệt đến mức từ chối. Nhưng so với đồ của người lạ thì cô muốn dùng đồ của mình hơn. Vậy nên mới phiền Nam Kỳ Dận sai người gửi đến một chuyến. Nam Tịch Viên lấy súng ra, sau đó thực hiện một số thao tác tháo lắp súng rồi lại bỏ đạn vào. Nam Kỳ Dận cũng chú đáo thật, chuẩn bị cho cô tận hai loại đạn. Một loại đạn là đạn bình thường, một loại là đạn mà cô đã tự nghiên cứu. Nó cũng giống như bom vậy, bắn ra chắc chắn sẽ nổ. Tuy cô còn rất trẻ nhưng cô lại chế tạo ra nhiều thứ có sức công phá kinh người. Có người nói cô giỏi, đúng là giỏi thật. Nhưng bên cạnh đó, cô phải tốn rất nhiều thời gian mới được thành quả như ngày hôm nay. Nam Tịch Viên không có ước mơ, cô lại càng không có hứng thú học hành, nên liền dành những năm thanh xuân của cuộc đời chỉ để chế tạo những thứ hiện đại này thôi. Dù cho cô có không học, không làm, nhưng vẫn có tiền mà tiêu đấy thôi. Tiêu không hết là đằng khác nữa kia kìa. Nam Kỳ Dận sẽ lo lắng cho cô cả cuộc đời, và lại cô cũng có phần trăm cổ phần ở Nam Thị, không sợ phải nghèo đói. Nếu không có những thứ đó thì cô vẫn còn một cánh tay vững chắc, đó chính là Triệu Thiên Đình. Triệu Thiên Đình là một người anh mà cô xem trọng và cũng là bạn tốt của Nam Kỳ Dận. Tuy không có quan hệ huyết thống nhưng anh ấy thương cô còn nhiều hơn em gái ruột. Từ nhỏ lúc nào cô cũng quấn quýt bên anh ấy. Mặc dù là cô thua anh ấy 10 tuổi, Nam Tịch Viên có hai người anh đều thương mình hết mực, nhưng mà cũng lâu rồi không gặp anh ấy. Khi nào rảnh cô phải tu xếp để đến thành phố Hát gặp Triệu Thiên Đình mới được. Súng của cô cũng tốt quá đấy chứ. Nam Tịch Viên đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì bỗng có một âm thanh phát ra từ phía sau, là Hỏa Nhất. Cô quay đầu nhìn thấy thì thấy Lục Dĩ Thiên đi trước, Hỏa Nhất đi theo sau. Khuôn mặt Lục Dĩ Thiên vẫn lạnh lùng và vô cảm. Anh nhanh chóng ngồi xuống ghế sofa, Hỏa Nhất cũng ngồi theo. Các anh về rồi đấy à? Nam Tịch Viên cười cười. Cô lấy điện thoại trong túi mình ra, sau đó đưa cho Hỏa Nhất. Chào anh, cảm ơn anh. Hỏa Nhất nhận lấy điện thoại từ tay cô, nhưng mắt thì liếc nhìn những cây phi tiêu trên bàn. Nam Tịch Viên thấy vậy thì liền đưa một cây cho hắn xem. Tặng anh đây, nể tình đã cho tôi mượn điện thoại. Tôi không biết phóng phi tiêu thì lấy để làm gì. Tuy nói thế nhưng Hỏa Nhất vẫn cầm lấy phi tiêu từ tay cô. Hắn xoay qua xoay lại ngắm nghía. Vừa công phu vừa tỉ mỉ. Đáng khen nhất là sự sắc bén của nó, có thể sát người chỉ trong một nốt nhạc. Lúc này Nam Tịch Viên mới nhìn sang Lục Dĩ Thiên, thấy anh cũng đang nhìn mình thì nhếch môi hỏi. Sao? Muốn lấy không? Tôi có thể tặng anh một cây. Lục Dĩ Thiên không trả lời. Nam Tịch Viên chề môi. Không lấy thì thôi. Cô vừa thu dọn lại vào hộp thì Lục Dĩ Thiên mới mở miệng nói chuyện.
Đạn đó là do cô tự chế tạo. Đúng vậy. Nam tịch viên gật đầu. Nhắc đến chuyện này là cô lại cảm thấy tự hào vì những thành quả do mình tạo ra. Nó khiến cô sung sướng mãi. Cô đã mất bao nhiêu thời gian để tạo ra những thứ có sức công phá kinh người như thế này, kể cả vòng tay của cô nữa. Lục Dĩ Thiên cảm thấy thú vị nên hỏi sâu vào vấn đề. Nam tịch viên dương dương tự đắc trả lời. 4 năm đấy. 4 năm của những cô gái khác thì dành để học rồi theo đuổi ước mơ, còn 4 năm của tôi thì để vùi đầu vào nghiên cứu những thứ này. Hòa Nhất bên cạnh nghe thế liền chen vào. Cô phí phạm tuổi xuân của mình vào những điều không có ích đó sao? Nam tịch viên liếc mắt sang Hòa Nhất. Cô nhanh chóng phản bác. Nếu những chuyện tôi làm không có ích thì có lẽ các anh đã bỏ mạng mấy lần rồi. Hòa Nhất biết Nam tịch viên đang nhắc đến chuyện cô đã cứu mọi người ở tòa đài trong rừng và lúc trở về bị kẻ khác truy sát. Hắn nhận ra bản thân đã lỡ lời nên đành im lặng. Nam tịch viên thấy hắn không cãi bướng nữa mới hài lòng. Những chuyện tôi làm đều là vì đam mê. Nói thật, nếu tôi công bố những thứ mà mình chế tạo được trong mấy năm nay ra thì chắc chắn sẽ có nhiều người để ý đến lắm. Tôi cũng có thể kiếm được tiền bằng cách đó. Giàu không tàn nổi, nhưng mà tôi không thiếu tiền nên không cần phải vất vả. Hòa Nhất không khỏi tán thưởng. Cô lợi hại thật đấy. Người phụ nữ lợi hại nhất mà tôi từng gặp chính là cô. Người như cô chẳng lẽ chỉ có một điểm yếu là sợ nước thôi nhỉ? Nhớ đến lời Nam tịch viên đã từng nói mình sợ nước với Nam Kỳ Giận nên Hòa Nhất nhanh chóng hỏi lại. Khuôn mặt cũng trở nên trầm ngâm như đang suy nghĩ có thật như vậy không. Nam tịch viên nghe câu hỏi đó của Hòa Nhất nên cũng gật đầu. Chính xác là thế. Bỗng cô nhớ đến việc khác. Không, cô còn một điểm yếu nữa. Nghĩ đến chuyện này, Nam tịch viên lại cảm thấy cực kỳ xấu hổ. Đúng vậy, cô đang nhớ đến cái hôm mà Lục Dĩ Thiên chiếm tiện nghi của cô. Lúc anh ra sức tận hưởng vẻ đẹp trên cơ thể cô thì cũng là lúc cả cơ thể cô trở nên mềm nhũn, không thể chống cự được. Cô cũng đã từng nghĩ đó phải chăng cũng là điểm yếu của mình. Lúc sang nhìn Lục Dĩ Thiên thì lại thấy anh nhìn cô chăm chú. Nam tịch viên lại nghĩ đến chuyện lúc sáng, khuôn mặt cô cũng bỗng chốc đỏ bừng. Lục Dĩ Thiên dường như đã hiểu suy nghĩ của cô nên bờ môi kiêu ngạo khẽ nhếch lên. Anh chẳng nói gì mà chỉ nhìn cô không chớp mắt. Nam tịch viên vội cầm đồ của mình lên, sau đó đứng dậy xoay người rời đi. Hòa Nhất không hiểu hành động của cô là tại sao, hắn nhíu mày ngờ vực. Còn Lục Dĩ Thiên vẫn giữ nét cười nhàn nhạt trên môi.